Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 năm 2020. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 1, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh Ngôn Hạnh Lục, năm Dân Quốc 20-1931, trích trong Tục Biên Quyển Hạ. Con người bỏng thụ chánh khí của thiên địa mà sanh ra, thường bỏng theo đức cao dày che chở của trời đất, để giúp cho sự sanh thành trưởng dưỡng kế tục đời trước, mở mang đời sau. Ngõ hầu chẳng thẹn đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng tên là Tam Tài. Trung hiếu tiết nghĩa chính là diện mối chánh yếu của đạo làm người. Nếu không có những điều ấy, con người khác gì cầm thú, dẫu vào thời dân chủ cũng chẳng thể nào không dạy trung nghĩa. Bởi trung chẳng phải chỉ có nghĩa là trung với vua. Vì thế tăng tử dùng trung thứ, trung thành rộng lượng để tỏ rõ đạo của phu tử. Thường phản tỉnh hàng ngày vì người khác mưu toan công việc, bản thân có hết lòng trung hay không. Vì thế biết một chữ trung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hạnh, thờ vua chỉ là một khía cạnh mà thôi. Trộm nghĩ trung có nghĩa là tặng hết tấm lòng của chính mình, chân thành không dối trá. Nếu con người giữ tấm lòng trung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, xót thương kẻ côi cút, giúp đỡ người quá bùa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vẫn giữ những điều lành. Vì sao vậy? Do trung nên chẳng dối, do chẳng dối nên trọn hết bổn phận, do trọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng, hết sức mình. Trong đời gần đây tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến trung thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt, người mắc lừa, luôn tuồng không chuẩn mực vậy. Đắc thế bèn hùa nhau phò tá, xa cơ kéo nhau bỏ đi, hoặc còn đâm ra công kích, chà đạp lẫn nhau, trọn chẳng ngưng dứt. Đấy đều là vì chẳng màng đến trung nghĩa mà ra. Trung nghĩa chẳng màng tới thì quan hệ cha con, vợ chồng đều coi như mảy lông. Coi nhẹ lâu ngày những quan hệ ấy sẽ trở thành gông cùm, mang những gông cùm ấy chẳng được tự do. Chẳng thể nào không diễn ra những vở tuồng tồi tệ, giết cha, giết mẹ, nghịch trời, trái lý, hồng mặt tình tùy ý, chẳng bị câu thúc gì. Than ôi, chẳng nói đến trung nghĩa, họa hại tới mức cùng cực như thế đó, há chẳng đau đớn tuôn lệ, thở dài sườn sượt ư? Cư sĩ Trầm Di Sanh muốn đẩy lùi ngọn sóng cuồng, tính ấn hành những chuyện tận trung báo quốc, tận tụy hành hiếu đệ, di huấn để lại cho con cháu của tiên sinh Dương Tiêu Sơn hồng lưu truyền rộng rãi, để mong sao ai nấy có hiếu với cha mẹ, kính trọng anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, thương kẻ côi cút, giúp người quá bùa, nhân từ với người khác, yêu thương loài vật, lòng thành sắt son vì nước, nhiệt tâm cứu đời, mỗi mỗi đều phỏng theo tiên sinh Tiêu Sơn để thực hiện, cốt sao trọn hết chức phận của chính mình, chẳng ôm lòng chần chừ lừa nhát hư giả chút nào. Như vậy thì lòng người đã chuyển, nhân hòa tự mất. Một khi nhân hòa đã mất, lòng trời tự thuận, đương nhiên sẽ mưa nắng đúng thời, vật mạnh dân khỏe, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đọc hai tờ sớ xin dẹp chợ bán ngựa, giết tặc thần, có thể nói là tiên sinh chỉ biết vì nước, chẳng màng đến thân. Đang trong lúc tặc thần chuyên quyền, bậc chánh nhân quân tử, hỡi hơi kình chống bèn mắc họa ngay, tiên sinh vẫn dám dân sớ xin bãi chức, xin giết. Nếu không phải là hậu khí ngập trời đất, lòng tinh trung lò nhật nguyệt, hả được như thế ư? Tuy vì thế mà mất mạng, nhưng người trăm ngàn năm sau thảy đều kính ngưỡng, so ra những kẻ địa vị chót vót một thời, nhưng chẳng tạo lập công nghiệp gì, làm sao bằng được? Huống chi lúc sắp bị hành hình,
Tiên sinh soạn ra niên phổ và những bài văn khuyên vợ, răn con. Đúng là tâm như gương sáng, chiếu rọi tỉ mỉ. Nếu chẳng phải là người hàm dưỡng thuần tí, gác chuyện sống chết ra ngoài, thì làm sao được như vậy? Nay để thuận tiện cho những người bình thường, nên xếp bài răn dạy con lên đầu, kế đến là lời khuyên vợ, tiếp đó là niên phổ, rồi đến hai bài sớ, tiếp đó là tiểu truyện của tiên sinh, sao cho vừa mở sách ra liền được lợi ích thật sự, chẳng đến nỗi do văn chương dài dòng, chẳng liên quan thiết thực đến phận mình bèn ngán đọc. Lòng trung của Tiêu Sơn chẳng phải chỉ là thờ vua. Đọc kỹ lưỡng niên phổ của ông thì thờ cha mẹ, kính anh, đãi người tiếp vật không một chuyện nào chẳng bắt nguồn từ lòng trung. Phải biết tám sự, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tám pháp, cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đều phải lấy trung làm diền mối. Do trung nên tận tâm thực hiện sao cho trọn vẹn hết khả năng mới thôi. Do vậy nên nói đạo trung xuyên suốt muôn hành, lòng trung tăng thêm sự thành tựu cho muôn sự. Bất luận chuyện mình hay chuyện người, không có lòng trung quyết khó thể thành tựu lớn lao. Xưa nay những vị lập đại công, tạo đại nghiệp cùng lý tận tánh, mong thành thánh thành hiền, ai không lấy lòng trung làm gốc. Vì nếu chẳng dốc sức nơi lòng trung, sẽ nghẹ, ngã theo, biến nhát, chần chừ. Vì chính mình còn chưa thể được, huống là vì xã hội, nước nhà ư. Người thời nay chẳng những không màng đến thực hiện lòng trung, mà ngay cả hiếu và tiết nghĩa cũng chẳng chú ý. Tôi thường muốn khuyên chị, nhưng chẳng cách nào phát khởi được. Khéo sao cư sĩ Bành Mạnh Am đưa truyện người con gái có hiếu ở Hồ Nam cho đọc. Cô con gái có hiếu ấy chỉ biết có mẹ, người con gái tiết hạnh chỉ biết đến nghĩa, sự sống chết của chính mình chẳng thèm màng đến nữa. Tuy đã thể hiện gương tán thân vì mẹ, vì nghĩa, nhưng chẳng thể dùng gương ấy để răn dạy người tầm thường được. Tuy vậy, lòng thành tặng hiếu, tặng nghĩa, ngay đến cả thiên địa quỷ thần cũng bị cảm động, huống chi những người sẵn cùng một cái tâm ấy ư. Những kẻ chẳng nghĩ đến ân dưỡng dục, tùy ý tự do luyến ái, thấy nghe những chuyện này há chẳng thèm muốn chết, do đó bèn đau đáu sửa đổi lỗi trước, dốc lòng tu đức sao ư. Điều này liên quan đến thế đạo nhân tâm cũng lớn lắm. Hơn nữa tiết tháo như Tần Chiêu, ngay trong khi ấy mà giữ được lòng chẳng loạn, lại càng sâu sắc gấp trăm lần. Do giữ cho một lúc chẳng loạn thì dễ, nhưng nhiều ngày chẳng loạn thì khó lắm. Huống chi ông Đặng Yết đã nói, nếu chẳng thể kiềm chế được thì cô gái ấy sẽ thuộc về anh đó ư. Thêm nữa, thiếu niên nam nữ trong mấy chục hôm, ngày cùng ăn đêm cùng ngủ mà có thể trọn chẳng có chuyện nam nữ tình dục, chẳng xáo trộn thiên lý, chẳng phải là kẻ trọn chẳng có nhân dục mà làm được ư? Tôi đem chuyện này ghi thêm vào An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Hai cuốn sách ấy đã in hơn 20 vạn cuốn, nay lại ghi kèm câu chuyện trên đây vào cuốn sách này, hợp thành truyện Trung Hiếu Tiết Nghĩa để làm nhát kim đâm xuống đỉnh đầu những gã phế trừ luân lý, ngõ hầu căn bệnh, đã lậm vào tạng phủ được mau lành, khôi phục chuyện giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, văn giữ những điều lành. Gia huấn của Lục Phóng Ông chú trọng nơi kiệm ước, trung hậu, khoan dung, phần dạy về tăng chế quả thật là món thuốc màu nhiệm để trị chứng bạc vẹo của thế tục, nên cũng in kèm vào sâu sắc để cùng được phổ biến lưu truyền. Ấp những vị nhân từ đầy đủ chánh tri, chánh kiến, quan tâm đến thế đạo lòng người sẽ đề xướng lớn lao, khiến cho mọi người trở về với sự thuần chân chất phát, khôi phục lại cõi đời hưng thịnh, bình trị, tột bậc. Lá thư số 2, thư trả lời cư sĩ Yết ở Dũng Giang, trích trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu.
Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông Tu Tam Muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngày nhiều pháp môn niệm Phật, tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này, không gì bằng trông thấy hết thầy nữ nhân đều khởi thân tưởng, quán tưởng và bất tình tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn cô như chị, thấy người trẻ hơn cô như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục do không do đâu phát được. Hai, quán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn tọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ kiều mỹ sau ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp xối, rắn độc, bò cạp độc, phê xương trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn. Xương thịt, máu mủ, phân tiểu, lông, tóc, đầm đìa, rồng rồng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đỉnh phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Hả nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đào đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được, thường luôn như thế lại muốn chết đi. Chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được, vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vắng vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có ích lợi, chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sân khỏe ngu si cũng thế. Do vậy ta biết chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nơi đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy, hãy gắng lên. Lá thư số 3, thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiện. Nhận được thư biết ông đã lành bệnh, an ủi lắm. Chuyện Giang Tô hoàn toàn do công sức của ba vị Ngụy Mai Tôn, Tưởng Trúc Trang, Vương Ấu Nông. Nhưng cư sĩ Trang Tư Giam lại có mặt đúng lúc. Thế là quan gửi thư cậy ông ta gặp tỉnh trưởng để trình bày rõ ràng. Vì thế sự việc được hoàn toàn giải quyết xong. Nếu bảo là công của quan thì chẳng qua chỉ là gửi thư cho các vị ấy, cậy họ xây sở mà thôi, nào đáng để nhắc đến. Nếu coi đó là công, tức là đã mạo nhận công của người khác làm công của chính mình vậy.
lợi thích cho con chết cháu ước theo mặt tình cảm con người thì cũng chẳng thể nào không cảm động, nhưng bi thương đến nỗi gần như điên cuồng, tức là chỉ biết có con có cháu chẳng màng tới cái thân, sao lại mê chấp đến mức như thế ấy. Thử nghĩ con cháu chịu ơn tổ phụ, dẫu tan xương nát thân cũng chẳng thể báo đáp được, nhưng con cháu khi phải chôn tổ phụ có đau đớn như cuồng hay chăng? Nếu là hạng con cháu biết luân lý thì cũng buồn bã đôi chút, bày ra nghi lễ đại lược thì vẫn còn có thể khiến cho vong linh của tổ phụ được an ủi vui sướng. Chứ nếu là hạng con cháu từ nhỏ đã quen thói kiêu căng, phóng túng tà vậy xa xỉ, thì sáng chiều chỉ mong cho tổ phụ chống chết, hòng được tùy ý chơi bời, cờ bạc, tiêu dao, không ai quản thúc. Nếu tổ phụ chết thật, ắt trong tâm chúng nó sẽ hoan hỷ, chẳng thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được. Từ đấy chúng nó sẽ dùng hết gia nghiệp do tổ phụ tận lực duy trì để tạo những ác nghiệp địa ngục cực nặng. Còn đối với chuyện vun bồi đức, tu phước thì bỏ ra một đồng sẽ giống hệt như phải cắt thịt trên thân của chính mình, thà chết cũng không chịu bỏ ra. Do vậy hạng chôn vùi thân danh của tổ phụ, gây nhục cho tổ phụ đến trăm ngàn đời đông lắm, trong mắt ông cha loại con cháu ấy cố nhiên vẫn được nâng niu như châu báu. Xét tới nguyên nhân, nói chung là do quá coi trọng cái tâm của chính mình, chẳng biết tới lý rộng lớn sâu xa mà ra, chẳng đáng buồn sao. Xưa kia Phạm Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yêm coi người khác như chính mình, coi kẻ sơ hệt như người thân, coi thiên hạ là một nhà, coi cả Trung Quốc như một người. Vì thế từ đầu đời Tống cho đến cuối đời Thanh, trọn 1000 năm, con cháu đỗ đạt chẳng dứt, họ Bành ở Trường Châu tận lực làm lành. Từ đầu đời Thanh đến nay, đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4-5 vị trạng nguyên, anh em ruột thịt cùng Đỗ Tam Định Giáp, do họ đời đời thờ Phật, phụng hành âm chất văn, cảm ứng thiên, sẵn chí muốn tạo lợi lạc cho người khác lâu dài, nên trời ban cho sự báo ứng sâu dày lâu dài. Nếu lệnh thích là người thông hiểu sẽ tự thèm đức bạc, cho nên gặp phải quả báo ấy, từ đấy nỗ lực tích đức để mong trời thương xót ta, thì con quế cháu lan sẽ tiếp nối nhau sanh ra. Hiện thời thế đạo nhân tâm chìm đắm tới tột cùng, thiên tai nhân họa cũng lắm phen đến mức tột cùng. Nếu lưu truyền những thiện thư có ích cho thế đạo nhân tâm, để mong ai nấy cùng lên bờ giác, hoặc cứu vớt những người dân cùng quẩn đang mắc nạn lũ lụt bão tố, để mong họ được sống sót trong cảnh chết chóc, so với để lại tài sản cho con cháu ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, khiến cho kẻ khác thoái mạ, thì sao bằng chính mình làm chuyện cứu người, cứu đời, để vun bồi phước cho chính mình trong đời sau, ngõ hầu con cháu sẽ được thọ dụng tới trăm ngàn đời ư. Trong mùa hạ này, tai ương bão tố thê thảm nhất, trong 20 huyện thuộc quyền quản hạt của đạo Cối Kê, có đến 18 huyện báo cáo gặp nạn bão. Trong ngày mùng 10 tháng 8, Đài Châu lại bị lụt lớn, có chỗ nhà dân bị ngập sâu dưới mấy thước nước, những chỗ gần sông đều ngập nước, thuyền bơi được trên cầu, tình trạng thê thảm chắc cứ tưởng tượng sẽ hình dung được. Đạo Doãn Hoàng Hàm Chi tên là Khánh Lan, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Đài Châu bị tai nạn, ông ta đã quyên mộ cứu chẩn rộng rãi. Năm nay tai nạn càng nghiêm trọng hơn, do quyên mộ khó khăn, dân chúng bị tai nạn thật đáng thương. Ông Hoàng tính muốn đốt ngón tay để lo cứu trợ, chắc sẽ cảm động được lòng người. Cứu được một người công đức vô lượng, huống là nhiều người ư. Nay ông ta bảo quan đứng ra quyên mộ thay, quan tự thẹn đức bạc, ai chịu nghe lời mình nói. Nhân nỗi lo buồn của lệnh thích khiến quan động lòng trắc ẩn, quan cho rằng nếu ông ta xót thương con cháu bị chết yểu giữa độ tuổi trung niên, hãy vì họ mà lo liệu chuyện cứu tế dân chúng đang bị tai nạn, nhằm cầu siêu cho linh hồn họ, vun bồi phước đức cho chính mình, tạo duyên chiêu cảm con lan cháu quế, hoặc cầu siêu cho cha mẹ tổ tông họ hàng, hoặc cầu cửa nhà bình yên. Chỉ cần xuất phát từ lòng thành thì trọn không một ai chẳng được phước báo. Con người hiện thời phần nhiều mượn chuyện công để lo chuyện tư, vì thế người ta khó tin tưởng được.
Nếu luận về tư cách làm người của ông Hoàng Hàm Chi thì có thể nói là trong số các trưởng quan hiện thời không có được đôi ba người như ông ta. Ở Ninh Ba, mỗi năm ông ta thí thuốc hơn 2 vạn đồng, huống là thí tặng thiện thư và làm đủ thứ chuyện tốt lành ư. Ông ta làm quan chỉ đem tiền của trong nhà bù đắp cho chuyện công ích, chứ không phải là phường bóc lột dân chúng gây hại cho nước nhà nhằm vinh thân phì gia. Ông Trương Thụy Tần là bạn thí tặng thiện thư của ông ta. Thụy Tần lập một cơ sở cho kẻ bình dân vay tiền tại Dương Châu, không cần trả tiền lời, chỉ cần trả đủ vốn. Gửi thư xin Hàm Chi thành lập một cơ sở giống như vậy tại Ninh Ba. Hàm Chi liền thành lập ngay. Nhờ vậy, phàm những người buôn bán nhỏ không có tiền vốn đều không phải lo nghĩ nữa. Chỉ qua một chuyện này đã biết được đại khái. Trong số những người bản thân các hạ quen biết, có rất nhiều nhà giàu có, như các ông Trương, Hoàng, vân vân, sinh trưởng trong nhà phú quý, cố nhiên chẳng biết đến nỗi khổ vì bằng cùng, mà vẫn làm những chuyện cứu tế rộng rãi. Nếu chịu phát tâm vì khắp mọi đứa con của trời đất mà hành cứu tế, cố nhiên sẽ chẳng có những chuyện gia đình bất hạnh, chôn con chết cháu, con cháu bại hoại thanh danh gia đình, khiến tổ phụ phải ngậm hờn nơi chính suối. Nếu chịu phát tâm, hãy giao trực tiếp cho đạo doãn Hoàng Hàm Chi ở dinh thự quan đạo doãn Ninh Ba thâu nhận. Cố nhiên quan trọng chẳng nhúng tay vào. Quan nghèo không tấp đất cắm dùi, trong năm trước đã 2 lần đem món tiền in văn sao là 500 đồng để cứu đối. Năm ngoái cũng quyên tặng mấy chỗ 100 đồng, mùa hạ năm nay lại đem khoản tiền 100 đồng do bạn bè tặng để in văn sao, gửi cho Hoàng Đạo Doãn nhằm cứu trợ tai nạn. Dùng tiền của người khác để giải bày tấm lòng của tôi mà thôi. Sau đây là những lời chia sẻ của một số Phật tử đăng trên mạng trong đợt mà lũ lụt miền Trung đang diễn ra. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020, quê tôi ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Bà con lấy giấy làm củi nấu mì ăn, dỡ gối nhà để thở. Nước ngập gần mái nhà, dỡ gối còn để thấy ánh sáng và để chuẩn bị thoát ra ngoài. Nước ngập nhà vậy mà còn cảnh báo vẫn tiếp tục lên nữa. Của cải xem như mất hết, trâu bò, lợn gà, thóc lúa, chẳng còn gì cả. Mất điện đã 2 ngày rồi, bất lực vô cùng. Đêm hôm qua một ngọn nến cũng không dám thắp, để dành cho những ngày mất điện tiếp theo, lỡ có tình huống khẩn cấp, còn có mà dùng. Bà con thấp thỏm trong đêm với con lũ lầm lũi dâng cao. Hiếm hoi lắm mới có vài điện thoại còn pin để lưu lại những hình ảnh này. Bất lực nhìn quê hương chìm trong biển nước, tôi chỉ biết cầu trời dừng lại đừng mưa nữa. Cầu mong bà con bảo toàn được tính mạng, cầu xin cả nước chắc chiêu cùng miền Trung, dành ít nhiều để cứu mang miền Trung những ngày tới. Rơi nước mắt miền Trung ơi, tôi cũng ở tâm lũ thuộc Thừa Thiên Huế, nhưng chưa đến mức tệ như thế này. Chỉ biết cầu mong cho ngớt mưa, thôi áp thấp nhiệt đới. Mọi người ở miền Trung hãy cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng vượt qua khó khăn. Thương lắm miền Trung ơi. Còn những người có điều kiện không bị ảnh hưởng, hy vọng sẽ ủng hộ, san sẻ với người dân miền Trung, có ít ủng hộ ít, có nhiều ủng hộ nhiều, các bạn đang ở trong vùng lũ cố lên nhé. Tôi vừa đi cứu trợ Quảng Trị và Huế về, đoàn đi cũng gặp một số khó khăn khi về Đắk Rông bị kẹt lại, may mắn là cả đoàn an toàn. Khi trở về không thể về được vì Quảng Bình và Hà Tĩnh bị lụt, đành gửi toàn bộ xe lại ở Huế và đi máy bay từ Huế về. Hiện tại trong tình trạng lũ lụt này, các đoàn cứu trợ đang bị ách tắc không thể đưa hàng tới được. Vì đường xá ngập hết, nếu hàng cứu trợ có tới các trụ sở hành chính huyện hoặc xã, thì hàng cũng đang bị chất đóng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua trong 25 phút đồng hồ, chúng tôi soạn những cái lá thư của tổ sư Ấn Quang và khoảng 3 giờ rưỡi khuya sáng nay chúng tôi thấy cái bức tâm thư của những người nói lên miền Trung đã bị lũ lụt. Thưa quý vị, tổ sư Ấn Quang là
Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân. Trong văn sao nói Bồ Tát Quan Thế Âm là cổ Phật, Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật, đang ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để cùng với Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở quê hương Tây Phương Cực Lạc của người cha lành đấng từ phụ A Di Đà Phật của chúng ta, không có nạn lũ lụt, không có đói khát, không có châu chấu, sâu rầy, không có dịch bệnh. Thân thể con người sống được vô lượng thọ. Thì chúng tôi mong rằng các vị hương linh ở miền Trung đã ra đi thì nên phát dũng mãnh niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không thương tiếc gì nữa cả, một mực thẳng tiến về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và những người đang trong cái cơn lũ lụt nên phát Bồ Đề Tâm, nghĩ đến sự sống của mình để sinh tồn, và cũng cầu nguyện cho họ biết được đến Phật Pháp thì mới thoát khỏi cái khổ ở ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Nếu những chúng sanh không khổ vì ngập lụt, bão lụt thì cũng khổ về bệnh tật. Giờ đây những cái nhà thương đang có những người sắp ra đi, bệnh không chữa được, hoặc bệnh dây dưa không có tiền, và đang đau khổ đến cùng cực. Những người không ở trong nhà thương thì bây giờ trong tinh thần đang bấn loạn, la toan, tính toán, làm ăn, lời lỗ, vân vân. Cõi đời này là như thế đó các vị. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là cái cõi ta bà mình đó là quán trọ. Cõi ta bà mình đây là ngũ trược ác thế. Cõi ta bà này là nhà lửa tam giới. Mau mau hãy thoát khỏi cái nhà lửa tam giới này để về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là bổn nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra đời để nói cho chúng ta như vậy. Và mười phương chư Phật ra đời đều nói đến cái hạnh nguyện siêu thắng bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng tôi nói với các vị Phật tử đang có mặt ở khu chiên tu. Và hôm nay toàn bộ quý thầy của Phật tử có mặt trên tỉnh thất đang xem truyền trực tiếp, cũng như bên Mỹ, Úc, Canada, Nhật, Đài Loan, vân vân, trên toàn thế giới đang xem qua cái màn ảnh nhỏ mà chúng tôi đang phát trực tiếp này. Thì đây là những cái lời chúng tôi nói chân tình, chứ không phải là chúng tôi dối gạt, cũng như là đưa quý vị vào trong một con đường cùng là chỉ bước về cực lạc, không có làm gì ở đây nữa. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình phải làm để sinh tồn, nhưng đây là chuyện phụ thôi. Cơm áo gạo tiền, nhà cửa, cuộc sống tiền bạc, qua một trận mưa giống như miền Trung lũ lụt tiêu tan hết, không còn một cái gì hết. Phải là vô thường không? Vô thường. Mà vô thường thì thường. Trong cái vô thường đó nhìn ra nó có cái chân thường, ngộ ra được cái vô thường. Thân chết nhưng tâm này nó có cái thể tánh không có chết. Nếu người có phước báu khi ở lũ lụt như vậy đó, có những người họ sanh về cõi trời. Có những người trong cái lũ lụt chết cả 200, hàng trăm người đó, họ biết niệm Phật, họ về cực lạc. Có những người họ đau buồn khổ cùng cực, họ tiếc nuối, họ đọa lạc làm súc sanh địa ngục. Tùy theo tâm thức mà nó biến hiện, chứ không phải là hết đâu. Nên hiểu cái chỗ này. Vì vậy cho nên thành ra là nếu chúng ta sống như thế nào trong cuộc sống, nếu mà là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, lấy trung làm diền mối. Hồi nãy Tổ sư Ấn Quang có nói lá thư đầu tiên với nhà hàng soạn đưa thầy Nhật Minh đọc. Trung với nước, trung thần thờ thánh chủ, vợ chồng trung thủy, con cái một mực trung hiếu, trò cung kính trung, trọn lòng trung, tận trung với thầy. Trung đó nghĩa là họ chân thật vâng lời làm theo, và họ làm những cái hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, đó là bát đức. Còn tám cái pháp đó là cách vật, trí chi, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những lời trong văn sao Ấn Tổ gần như là lời của Phật dạy. Quý vị nên lắng lòng để nghe kỹ và nghe lâu ngày chày tháng. Lâu ngày chày tháng bao nhiêu? Ít nhất cũng phải là 10 năm đèn sách. Khi 10 năm đèn sách thâm nhập vào lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, giáo dục gia đình, bảo thân thiết dục, phương pháp niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị có thọ dụng ngay.
Đối với phàm phu chúng ta mà 1-2 năm thì chưa là gì đâu, thực sự chưa là gì. Phải là 10 năm đèn sách, ngày nào 8 giờ sáng cũng lên phóng sanh, nghe thầy Như Minh đọc những lời văn sao, chúng ta không bỏ đâu. Cho nên trên đỉnh Thất Quan Âm hôm nay mấy thầy mấy chú có bận biểu gì đi nữa là cũng phải 8 giờ có mặt bên chánh điện phụ đó. Bữa nay ngồi chánh điện chính mà về sau ngồi chánh điện phụ, bỏ ghế sẵn cố định, lúc trước đã lên chương trình sau khi có một số công việc làm ở trong tỉnh thất rồi bỏ hết rồi. Hôm nay chúng tôi mới lên chương trình lại, tất cả các thầy các chú cũng như công khóa lên để mà ngồi nghe thầy Như Minh đọc văn sao, mỗi ngày thấm một chút, mưa dầm thấm lâu. Các cụ, các Phật tử học về đây tu phải là sự lý viên dung. Lý tức là mình học cái giáo lý trong văn sao thầy Nhuận Minh soạn mỗi ngày đó quý vị nghe. Chúng tôi cũng phải mặc áo tràng nghiêm túc ngồi dưới phòng để lắng nghe, phải tôn trọng giống như là trung thần thờ thánh chỉ, con hiếu đọc di chúc. Và khi đọc như vậy thầy Nhuận Minh đọc đó là gì? Mình đang nghe Ấn Tổ ban pháp ăn, ban pháp âm cho mình để mình thâm nhập kinh tạng. Quý thầy mà vắng mặt không có lý do, mấy chú làm thợ sắt cũng vậy, vô nghe xong rồi ra làm. Nếu mà vắng mặt không có lý do thì phải gì? Quỳ trước chai đường. Công phu hai thời sáng tối mấy hôm nay cũng là lơ là lắm rồi. Hồi sáng mới nói thầy nhật thiện để mà khuyến khích. Chúng tôi nghĩ cũng là ở đây đâu có những người trẻ đâu, toàn bộ lớn tuổi hết luôn, hăm mấy, 30 tuổi, 40 mấy, nhưng mà tu một thời gian ngắn. Lý do gì? Chúng tôi mới nghiên cứu ra. Bỏ công phu, nhất là thời đại bi buổi chiều mà không có một thời gian rồi bắt đầu nó ngán. Nếu người nào mà trì 25 biến như Ấn Quang gọi là ít nhất, hoặc là 50 biến, hoặc 108, không bỏ mỗi ngày thì công phu người này không thối chuyển. Nó cứ giữ cái thăng bằng như vậy. Mà bỏ cái thời đại bi, bỏ công phu một thời gian nó thối chuyển, nó ngán như cơm nếp, tu không nổi. Vô tu là nó dâng ra, nó dội ra, không tu nổi. Nhưng mà có một thời đại bi rồi, nó trợ hạnh cho mình, nhất là 108 biến thì thôi rồi, nó cứ tại thúc đẩy mình tu miết thôi. Chứ còn không là ở trong chùa, ra ngoài thì sợ khổ, ở trong chùa không biết làm gì, nó chán, không thể tưởng tượng được cái chán. Đó là cái bản chất của con người phàm phu, là thối chuyển, gọi là chán. Cho nên chúng tôi cũng không có ngại gì quý vị suốt ngày rong bên ngoài để làm công việc, mà tối về công phu chỉ là cầm chừng. Bởi vì không có một cái thời đại bi hoặc có niệm Phật cố định để mà nó giữ được cái thăng bằng của cái công phu, cho nên nó thối chuyển. Chỗ này là quan trọng, đại chúng nên lưu tâm. Bỏ công phu đi, một thời gian là biết, nhất là đại bi mà bỏ thì thôi rồi, vô công phu không nổi, chán, đẩy dăng ra liền. Và lâu ngày chày tháng là nó sẽ gì? Tìm cái chỗ nào vui nhất nó ra đi, đó là trong ngũ dục. Vậy cái việc mà hôm nay chúng tôi có lấy cái lá thư mà Ấn Tổ ngài có nói về cái nạn lũ lụt mà nước ngập hơn. Sáng hôm nay khoảng 2 giờ chúng tôi dậy trì đại bi 54 biến xong rồi chúng tôi ra nghỉ một chút xíu, thì có cái cảm giác đến cái việc người lũ lụt. Cho nên sáng hôm nay chúng tôi mới lên nói về cái việc mà lũ lụt trong hiện tại hôm nay. Vừa rồi chủ nhật chúng tôi có đề xướng về cái chuyện chúng tôi sẽ ra tay để mà hỗ trợ lấy cái quỹ của Tịnh Thất Quan Âm. Mới lần đầu chúng tôi sẽ nghĩ rằng là sẽ chuyển ra đó 500, hiện tại bây giờ là chuyển 350 rồi. Và Phật tử bắt đầu bỏ vào với số tiền có một người, một nhóm đó, chứ không phải một người, là 160 mấy triệu. Rồi 10 triệu có như nhóm cô Lợi ở Hà Nội, cô Hằng, cô Oanh, vân vân, một số 10 triệu, 5 triệu, 200, 300, 10 ngàn, 50, rất nhiều. Còn riêng cô Liên An thì lúc trước người ta gửi trực tiếp cho cổ, nhưng mà một số những người họ kêu gửi trực tiếp phải quay phim cho họ coi, là phải cho họ biết đồng tiền có làm đến đâu. Cổ vừa đi từ thiện mà mấy những người này họ xông pha, cô Sương, cô Liên An, một số mấy Phật tử đang xông pha ngoài đó, họ không có nghĩ đến tánh mạng. Nếu mà họ đi trên xuồng mà lỡ mà sóng lớn hoặc lật úp là họ cũng tan xương mất mạng tiêu luôn. Mà cuối cùng thì họ phát tâm dũng mãnh làm tiền trạm ngoài đó để chúng tôi gửi tiền ra cho họ làm. Thì bữa hôm nay họ nói tất cả gửi vào tài khoản Tịnh Thất Quan Âm, rồi Tịnh Thất Quan Âm chuyển ra ngoài đó cũng quá khỏe. Cô đi làm suốt ngày mệt về rồi mà cũng phải chụp phim gửi cho biết, rồi tiền cho bao nhiêu tặng cổ, cũng như là làm thanh minh bạch về chuyện tiền bạc, cũng quá trời mệt luôn. Cho nên hôm nay cô kêu trời quan hỷ quá chừng, gửi vô tài khoản sư phụ dán nhàn hết rồi, sư phụ chuyển ra đây cho tôi làm, vừa có sức khỏe mà vừa rảnh rang quá thoải mái. Họ làm mà họ có cái niềm vui để họ làm. Họ làm vì không có một cái lòng, cái đồng rợi, cái tiền lợi riêng tư của họ, và không có một cái điều kiện gì cả. Cho nên chúng tôi rất kính phục những người này, tán thán những người này.
Vì vậy cho nên thành ra những người Phật tử phát Bồ Đề Tâm tiếp tục gửi vào để chúng tôi sẽ phát tâm để gửi ra ngoài đó, và phải tính tiền tỷ trở lên để giúp cho những người nạn lụt ngoài đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến quý vị là cái việc mà sở dĩ vì sao cái trái đất của mình nó bị lũ lụt, nó có nguyên do của nó. Quý vị lắng nghe cho kỹ chỗ này nha. Sở dĩ vì sao mà nó có động đất vậy? Sở dĩ vì sao mà nó có những cái nắng hạn mà làm cho trái cháy rừng? Lắng nghe chỗ này. Cái này điều này là Phật dạy, chứ không phải là chúng tôi tự ý nói ước đoán của mình. Phật dạy là gì? Nhất thiết di tâm tạo. Tất cả sự động đất, bão lụt, nắng hạn, quả địa cầu này, có cái chuyện gì đi nữa cũng từ nơi tâm chúng ta biến hiện, gọi là nhất thiết di tâm tạo. Cái này trong kinh Hoa Nghiêm nói: tam giới di tâm, vạn pháp di thức, và nhất thiết di tâm tạo. Sở dĩ động đất là do lòng người bất an, ngã mạn, tranh đấu, chém giết, tranh giành. Từ cái tấm lòng, cái tiểu vũ trụ của cái tâm này, nó biến hiện ra cái đại vũ trụ. Chính xác 100%, khoa học không chứng minh được chuyện này. Vấn đề thứ hai, sở dĩ mà nắng hạn đó là do con người sân hận, cấu xé, chém giết, tranh giành. Và trong lòng bổ nhiều chúng sanh đang đau khổ, thống thiết rên la vì cái chuyện sân hận miếng ngon vật lạ của con người mà giết loài súc sanh, gọi là gì? Tàn hại sinh linh, kinh thiên địa, báo thù, oán hận, khóc quỷ thần, tàn hại thai nhi, kinh thiên địa, báo thù của thai nhi, oán hận ngập trời, khóc quỷ thần, để cho những người quỷ thần họ nổi giận. Thần Hà Bá, thần sông, thần biển nổi giận, do con người tạo nên. Sở dĩ vì sao có bão lụt? Do tham ái. Vì tham ái cho nên sát hại sanh linh, phá thai. Hôm nay báo động đỏ rồi. Báo động đỏ với học sinh từ bắt đầu cấp 2, từ bắt đầu 13, 15 tuổi đến 20 tuổi, số lượng người này phá thai nhiều nhất vì cha mẹ không dạy dỗ. Cái giới tà dâm mà hồi nãy Tổ sư Ấn Quang có nói lá thư thì mình có đọc, kinh khủng. Cha mẹ không nhắc nhở, cha đi làm, mẹ đi làm, con không biết đường nào mà để biết đâu là hại, là đúng là sai. Chứ không phải là người phụ nữ, người mẹ thay chồng ở nhà dạy con, giữ cái thiên chức để mà làm cho thế giới này an định. Phụ nữ chiếm quá nữa, đó là thay chồng dạy con trở thành thánh hiền, làm không được chuyện này. Họ thích làm chính trị với kinh tế, đó là trong văn sao nói như vậy. Vì vậy con cái hư hỏng ra học đường, tất cả các tỉnh lẻ gửi vào thủ đô thành phố lớn để ở nhà trọ một mình, nam nữ ở chung nhau, tự thân giữ không được. Con người vì tâm ái mà sanh ra, giữ được tâm ái giống như dòng nước lũ 20 dặm ồ ạt chạy, không phải dễ đâu. Nếu không răng nhắc từ thai giáo, cha mẹ phải biết tiết dục, sanh con ra phải biết tiết dục và phải biết dạy cho nó về hiếu để trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Và cái hại còn hơn mãnh thú rắn độc là về cái tâm, đó là cái tâm dâm dục. Nam còn trẻ thì thủ dâm để thân thể tàn hại, giống như cây bắt đầu mọc trồi non đã lấy trồi rồi. Người phụ nữ bị phạm còn trẻ phá thai tạo sát nghiệp, cho nên tàn hại thai nhi, kinh thiên địa, báo thù của thai nhi, của súc sanh, oán hận ngập trời, khóc quỷ thần. Hôm nay chúng tôi nói rất là tâm huyết để cho đại chúng ít nhiều gì, những người có mặt ở đây, ở trên tỉnh thất, trên toàn thế giới nghe, bắt đầu điều chỉnh gia đình mình lại, tự thân mình phải làm trước, buông xuống cái tâm ái, giữ lòng trung hiếu để lễ nghĩa, liêm sĩ, cách vật, ngăn cách vật dục, sắc tài danh thực thì, ngăn cách vật dục là tư dục, thì cái trí tuệ con người mới phát sanh. Đây là lời của Phật, của Tổ, gọi là cách vật, ngăn cách được vật dục thì trí tuệ nó mới phát triển, gọi là cách vật trí tri. Lúc đó người này mới có chánh tâm thành ý, tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ được. Đó là lời đanh thép của các vị cổ xưa rồi.
Vì vậy cho nên cái việc Bảo Lục miền Trung cử tuấn từ nơi tâm con người mà sanh ra. Vì sao sanh ra nơi này có mà nơi kia chưa có? Nơi kia chưa có nó cũng sẽ có, nhưng mà để từ từ sẽ có. Sẽ có chuyện khác. Ví dụ như Đà Lạt bão không tới thì cũng có những cái chuyện cháy rừng, động đất. Nhiều cái việc nó sẽ đến. Trong cái cõi này gọi tam giới như nhà lửa. Tam giới bất không an, quốc độ nguy thí. Nguy thí là nguy hiểm, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói mà. Tam giới không an, quốc độ nguy thí, quốc độ không an ổn. Quán trọ tưởng là thiệt, quê nhà sẵn có ở Tây Phương lại không mơ màng nghĩ đến. Đó là cái bệnh chung của chúng sanh, thấy trước mắt mà quên đi cái chuyện thực tế để khi bỏ báo thân này. Vậy cho nên chúng tôi hôm nay thì không có thời gian nói nhiều. Đáng lẽ hôm nay bắt đầu là chúng tôi tịnh tu, tuy nhiên thấy chịu không nổi, đau lòng xót dạ, không thể nào cầm được nước mắt khi những cái lời của những người nói lên hai chữ, nói lên một câu miền Trung ơi, hãy tự tin cố gắng lên. Chúng tôi thấy cái video mà họ ngồi, họ xé từng tờ giấy học sinh á, giấy học trò, bây giờ không còn đi học nữa, nước ngập rồi bắt đầu xé từng tờ giấy ra, bắt đầu đốt để mà đun mì gói lên ăn. Củi cũng ướt hết, không đốt được nữa. Đốt không biết khi nào hết giấy, chắc một hai bữa hết giấy học sinh rồi ngồi đó đói mà chết. Có ai động lòng thương trắc ẩn những người này không ta? Nếu mình chỉ nghe qua rồi bỏ ngoài tai, không có một chút cảm động, thì đồng với loài cầm thú à. Thua luôn chứ không phải đồng. Thỏ chết cáo buồn. Tuy rằng thỏ và cáo không đồng loại với nhau, không phải anh em với nhau, không phải một giống nồi, nhưng mà thỏ chết cáo buồn đó. Một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ đó. Con người của mình nhìn thấy chúng sanh chết như vậy, mình có suy nghĩ gì không? Không có tiền đúng không? Khuyên khích bạn bè tìm mọi cách suy nghĩ, còn không trì đại bi tụng kinh niệm Phật. Mấy hôm nay ngày nào chúng tôi trì đại bi cũng hồi hướng. Lúc trước thì dịch bệnh, bữa nay dịch bệnh thêm, với lại miền Trung đang lũ lụt. Khởi một niệm thiện lên, trong nhà mình thiện thần ứng hiện. Hiện tại bây giờ mà còn nhậu nhẹt, hát ca, cái tiền đó mình đem đi để mình cứu tế nạn lục đi. Rồi đến gia đình mình gặp nạn rồi ai cứu? Không ai cứu, vì mình sống vì gia đình mình chứ không có gì người khác. Chắc chắn là như vậy. Cho nên Ấn Tổ nói, tôi nghe lũ lụt là tôi về tôi lấy sổ ngân hàng ra tôi cứu, còn hơn cứu mạng tôi. Hàng Bồ Tát thương nhất là chúng sanh thương nhất là thân mình, cho nên giết thịt chúng sanh, giết loài chúng sanh đắp vào trong thân mình. Thương thân mình nó giết loài chúng sanh đắp vào thân mình chứ, đúng không? Còn nếu mà thương chúng sanh thì phải gì? Phải cứu chúng sanh, dầu đó là loài kiến, loài dế, loài cá, loài cua. Chúng tôi nói mạnh như vậy để mỗi người phải tỉnh ngộ ra. Nhưng mà có số người chống đối, không tin. Xuất sanh sanh ra để nuôi con người, chứ làm gì có cái chuyện để nuôi dưỡng thả nó. Đồ ngu không hiểu gì cái chuyện mà sinh tồn. Ừ. Hiện tại họ nói vậy là họ nghĩ quan niệm họ đúng. Khi họ chết họ làm xuất sanh, hoặc họ chết họ bị xuất sanh đến để đòi mạng, thì lúc đó họ thấy cái ngôn ngữ và cái ý nghĩ bây giờ là sai. Chắc chắn là như vậy. Mỗi buổi sáng nhiều lúc chúng tôi có khi lên đây thông báo quý vị 8 giờ vô gặp, quý vị nghe những điều này tốt không? Quá tốt. Ai nói cho quý vị nghe những điều này? Những người nào đọc văn sai, họ đọc trong văn sao, họ chân thật, họ hiểu ra được, họ mới nói. Chứ dễ gì quý vị nghe được điều này không? Khi nghe rồi bắt đầu tính tâm mình tăng trưởng, mình mới hiểu được cái nguồn gốc của hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ cách vật chí chi chánh tâm thành ý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chứ. Mình mới học, mình mới tu được chứ, mình không học làm sao mình tu được. Cho nên thành ra Tịnh Thất Quan Âm mấy thầy giỏi gì đi nữa, dầu cho học tiến sĩ mà trên đó cũng không có ai tiến sĩ đâu, dầu cho học tiến sĩ gì đi nữa, mỗi buổi sáng phải nghe văn sao. Không nghe một thời gian thối chuyển, không có công phu là chánh báo, là thân tâm không đủ với nhân duyên, với y báo là dăng đi thôi, tiêu thôi. Chúng tôi đã ra quy ước, mỗi ngày chúng tôi cũng không bỏ cái quy ước này mà ngồi dưới tại phòng mở ra trực tiếp phóng sanh. Bữa nào hình internet chạy lên đây phóng sanh. Có những điểm như ngày hôm nay quan trọng là chúng tôi phải trực chiến lên. Còn mấy anh em mà bỏ đi rồi sẽ thấy cái hại của khi mà mình bỏ phóng sanh, mình bỏ công phu, mình bỏ cái ý niệm mà thiện. Một ý niệm thiện khởi lên, động đến các vị thiện thần, long thần hộ pháp. Cái công đức này thù thắng bất khả tư nghì. Lấy niệm thiện để trang bị cuộc sống của mình trong hành trình bây giờ cho đến mãi mãi về sau.
đừng lấy nên tiền bạc danh lợi, rồi ăn uống trai gái để làm cái cuộc sống vui tạm thời rồi chết đọa lạc. Sống làm thay đi thịt chạy, không một ý nghĩa gì cả. Chết mục nát cùng cỏ cây rồi đọa lạc trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đáng thương vô cùng. Vì sao mình có Phật tánh mà mình bị như vậy? Không ai dạy dỗ, không chịu nghe Phật pháp. Có người dạy dỗ cũng giống như là đờn khẩy tai châu, không nghe lọt chữ nào vô trong đầu, chết ngay. Nên chúng tôi nói như vậy để cho mình cảnh tỉnh ra, để mình tu tập. May thay chúc mừng những ai mà có mặt hôm nay ngồi đây mà nghe. Nghe những điều này đi rồi chúng ta từ từ sẽ thấy nó có cái hữu ích. Nhiều lúc đọc văn sao, đọc lu, mình không có cái tâm huyết để toàn tâm, quý vị nghe nó không ấn tượng bằng chúng tôi nói cho quý vị nghe đâu. Chúng tôi quá ấn tượng văn sao và lời dạy của tổ, cho nên những điều chúng tôi nói đây là trong văn sao không. Giờ đây mong mọi người nên phát tâm, có cũng tốt, không có cũng không sao. Chúng tôi vẫn làm, nhưng chúng tôi muốn cho quý vị khởi thiện niệm. Đây là cơ hội để khởi thiện niệm, chứ không có cơ hội nào khác đâu. Khó lắm. Cơ hội miền Trung đang lũ lụt khởi thiện niệm. Có người nói con chung tay với thầy 10.000 đồng để hỗ trợ miền Trung. Chúng tôi tùy hỷ công đức, hoan hỷ vô cùng. So với chúng tôi bỏ tiền không bằng những người ra đi. Họ ra đi, họ hy sinh thánh mạng của một đồng công một lượng. Phải trắc trở về, mình phải trắc ẩn về cái chuyện từ thiện và những người đang đói khát. Chúng tôi nghe nhé, nghe sáng sớm mở ra gửi thầy Nhuận Minh để đọc những cái lời ở trong đó, nghe tự nhiên trong lòng cầm không nước mắt, cầm không được nữa, chịu không nổi. Do cái cơn, thí dụ bây giờ mình thấy cha mẹ mình hoặc bản thân mình vô tình trạng này thì mình thấy sao? Cầu người cứu không? Quá cần, quá cần. Cái nén, tức là cái đèn cầy đó mà không dám đốt, dễ sợ, kinh khủng. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi vì cái chuyện lũ lụt mà chúng tôi lên nói. Và chúng tôi lên nói ghi nhận trong từ Chủ Nhật về là quý vị gửi khác thường hơn những lúc in kinh phóng sanh liên tục để chúng tôi nhận, mà không nhiều. 5.000, 10.000, 2.000, 30.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000. Có một cái người đó nổi bật, một nhóm đó 160 mấy triệu. Rồi thầy Thông đang gom góp để mà mang ra đó. Chúng tôi phải xuất tiền quỹ ra, không phải chúng tôi vận động lấy bỏ túi đâu. Làm đó là không có đúc, không có lương tâm. Nói như vậy để cho mọi người yên tâm, khỏi phải tra hỏi rằng là làm đến đâu, đừng có lo chuyện đó. Chúng tôi làm là đây là xuất quỹ trong tiền in kinh ra, làm còn hơn gấp 10 lần cái chuyện quý vị gửi, yên tâm đi. Trong cái nhóm hương nguyện mà hồi hôm qua kia mới gửi vô 5 triệu nhóm hương nguyện, một số với Phật tử. Riêng bản thân chúng tôi là tùy duyên chứ không bắt buộc, tùy hỷ, nhưng mà phải khởi thiện niệm lên thương xót những người này. Thì đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn cho Tịnh Thất Quan Âm, quý thầy mấy chú hiểu được trong cuộc sống mình hiện tại đang lành mạnh, không một cái chút gì nguy hại, nhưng phải nghĩ đến cái chuyện nguy hại chúng sanh. Mỗi ngày phải lên phóng sanh để hồi hướng, mỗi ngày công phu phải hồi hướng. Mình không có tiền, mình bỏ công sức ra, gọi là nội tài để bố thí công đức hồi hướng, không giải đãi trong lúc này. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị như vậy. Giờ đây đến làm lễ phóng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020. Giờ đây đã đến giờ làm lễ phóng sanh. Chúng con thành tâm cung thỉnh cho Tôn Đức và đại chúng cùng chấp tay làm lễ phóng sanh cho các loài chúng sanh và A Di Đà Phật. Giới hương định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Quảng minh văn đài biển pháp giới, cúng dường thầm phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh cha đắm tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thất. Mãi thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp,
Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dưỡng chi tình thủy biến sai tam thiên tánh không ba đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu phiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Đương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Đương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Đương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Thử Thị Giả Bán Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệm Cấu Trần Biển Nhầm Tỳ Đô Hoa Tàn Giới Ca Trung Vô Sứ Bất Siêu Đơn Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thông Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Nguyên Trừ Nội Ngoại Đảng Đình Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tán Dương Xuân Kiệt Quế Ba Nhi Thành Tịnh Độ Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Ế Thánh Phàm Ưu Hiển Tổng Thanh Lượng Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lộ Thị Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chiên Cấu Ế Tận Tiêu Trừ Phổ Sái Pháp Duyên Tất Thanh Tịnh. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Ấn Đà La Na Đa Đa Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Ni Đế Tương Bát Đa Dạ. Ma Tam Tổ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Án Thác Bạn Đa Phật Kỳ Số Đa Na Đắng Tỏ. Nam mô Tấn Kiếp Lần Nõ Y Mong A Di Đà Bà Lô Yến Đế Tâm Phật Đa Lăng Đà Bà. Nam mô Na Đa Cần Tì Hê Rì Ma cùng hai phun độc mà lúc đó vô
Một phần chết hai người cầm chặt đó, hay sao nhờ các vị thiên nhân cứu cho người đừng khó khăn à, đến đây lại được nhờ ơn phép màu. Vậy người kịp ngồi đầu vi Phật, xong trong lòng vi pháp vi tăng à, hết lòng tham hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, không là tham sân si à, từ tham miệng y mà sanh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối à, này các loài chúng sanh à, hôm nay các vị vi phần lương thúng tung con. Này các loài chúng sanh à, hôm nay các vị quy y pháp đi dùng tung con. Này các loài chúng sanh à, hôm nay các vị quy y tâm chúng tung con. Này các loài chúng sanh à, hôm nay các vị quy y Phật không đỏ địa ngục. Này các loài chúng sanh à, hôm nay các vị quy y pháp không đỏ ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh à, hôm nay các vị quy y tâm không đỏ bàn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát à, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát à, Ha Tát à, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai à, Nam mô Quan Thán Thân Như Lai à, Nam mô Ly Vô Ý Như Lai à, Nam mô Tam Đồ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai à, Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện hoàn thành, cuối sinh đứng từ bi tiếm độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phóng Thanh Công Đứng Hộ Thắng Thành, Bồ Biên Thắng Phước Giải Hội Hương, Bồ Biên Tham Giới Chư Chúng Sanh, Công Phạm Vô Thượng Quang Phật Sát, Nguyện Tiêu Tâm Chứng Từ Phiền Não, Nguyện Các Trí Huệ Chân Minh Liễu, Một Nguyện Tội Chứng Tâm Tiêu Trừ, Thế Giới Thường Hành Bồ Tát Đạo, Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Hồ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Công Thối Bồ Tát Vi Bàn Lự, Nguyện Trì Thự Công Đức, Phổ Cầm Ư Nhân Thiên, Ngà Đặng Giữ Chúng Sanh, Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Chứng Minh Phục Nguyện. Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Uy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thần Quốc Thế Dân An Thiên Hà Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Những người thấy nghe được điều pháp tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới, và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đang bị tai nạn lũ lụt tại miền Trung, và cầu an cho chư vị đang dân sớ kỳ an dưới đây. Phật tử Nguyễn Kim Lượng pháp danh Đức Tính, hành căn 89 tuổi. Cặp Kỳ An Kiều Thị Sim pháp danh Liên Thương, hành căn 83 tuổi. Cặp Kỳ An cho Phật tử Đào Tăng Thành cùng Nguyễn Thị Nhung, cùng đại chúng ở tỉnh Thất Quan Âm và khu chuyên tu, và tất cả chúng sanh thân tâm an lạc, tập bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha giác, hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh Corona, cùng cầu siêu cho cụ ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Ni, Liên Phương Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An, cùng cầu siêu cho chư vị hương linh đang dân sớ kỳ siêu dưới đây: hương linh Nguyễn Văn Ngọc, hương linh Nguyễn Thị Mắng, hương linh Phạm Thị Tình, Nguyễn Văn Tộ, Nguyễn Thị Minh pháp danh Diệu Hoa, hưởng thọ 80 tuổi tại phòng Hồng Niệm tỉnh Thất Quan Âm, cùng hương linh Vũ Văn Kiển, Lê Thị Cúc, Quỳnh Thị Năm, Ngô Thị Nữ, Phan Thị Tị, hương linh Đào Trần, đặng đặng chư vị hương linh vong linh cửu quyền thất tổ, hàm nhị loại cô hồn ngạ quỷ, hà sa hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ hương vong lai đáo Phật tiền, và tất cả chư hương linh vong linh chết vì tai nạn lũ lụt tại miền Trung được thừa hưởng công đức phóng sanh này, và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc số người sát hại, hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phù mẫu sanh thành đàn na tính thí tăng ánh phước thiền âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình giữa vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ bi Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cha phán lòng vô thường, từ bi ba xin nguyện chúng sanh thâu đó kinh tạng trí huệ như biển, từ bi tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngày nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng thân về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 10 năm 2020. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị trích trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện thời pháp trọng yếu để cứu đời là phải chú trọng nhân quả báo ứng giáo dục trong gia đình, cũng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng để hết thảy ai nấy đều giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, văn giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh vật, ăn chay niệm Phật, dùng lòng tín nguyện sâu đậm để cầu sanh Tây Phương,
Hoằng dương như thế mới có lợi ích thật sự. Nếu chẳng thực hiện nơi những điều này thì chỉ bậc thượng căn mới được lợi ích. Phải biết kẻ hiểu nhân quả khi khởi tâm làm việc chỉ sợ mắc phải tội khiên, ắt sẽ sốt sắng hành tám đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, suy xét cùng tột tám việc, cách vật, trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, dẫu là trùng kiến cũng chẳng dám giết. Kẻ không biết nhân quả tự giết cha mẹ, còn tự khoe công, cực lực đề xướng, chuyện biến con người thành loài thú, tính làm cho người trong cả thiên hạ trọn chẳng khác gì cầm thú, thì tâm họ mới yên vui sung sướng. Nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Nếu bỏ nhân quả thì thánh nhân, Phật, Bồ Tát cũng không bày ra cách nào khác được. Hiện nay đã loạn đến cùng cực, mong tưởng cứu vãn thì phải chuyên chú nơi sự giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng. Lúc con cái mới vừa hiểu biết, mới bắt đầu học nói, liền đem những xử lý nhân quả báo ứng vân vân khéo léo khuyên dụ dần dần để ung đúc, ngõ hầu chúng sẽ tin sâu nhân quả báo ứng, chẳng sai sót mảy may. Đấy chính là căn bản để đạt đến bình trị, dứt trừ tai nạn vậy. Đừng cho đó là chuyện viễn vong rồi coi thường thì may mắn lắm thay. Câu chuyện cứu người thay đổi số mạng trích trong An Sĩ Toàn Thư. Tỉnh Hà Nam có vị giải nguyên họ Phan. Lúc trước khi lên tỉnh dự kỳ thi hương, Phan xin cùng đi với hai người bạn đến chỗ trọ lại. Có một thầy tướng rất giỏi nói riêng với hai người bạn rằng: tôi xem tướng Phan Sinh sắp gặp đại nạn, tốt nhất hai người nên khuyên anh ấy lánh đi nơi khác. Hai người bạn nghe vậy liền lấy cớ chỗ trọ chật chội quá, mỗi người tặng cho Phan Sinh hai đỉnh bạc rồi bảo anh ta đi tìm chỗ trọ khác. Phan Sinh nghe lời đi tìm được một chỗ trọ khác. Đến đêm lại đi dạo ven bờ sông thì bỗng nhìn thấy một người phụ nữ sắp nhảy xuống sông tự vẫn. Phan Sinh liền ngăn lại, gạn hỏi nguyên nhân. Người phụ nữ ấy kể rằng: chồng tôi buôn bán vải lụa, thu gom được một số khá nhiều, gặp lúc anh ấy vừa đi vắng, có người vào mua, tôi bán hết được 4 đỉnh bạc. Chẳng ngờ sơ ý không xem kỹ, đều là bạc giả. Chồng tôi trở về nhất định thế nào cũng trách mắng, nên tôi chỉ còn cách tìm đến cái chết mà thôi. Phan Sinh nghe xong liền lấy trong tay áo ra 4 đỉnh bạc đưa cho cô ấy để bù vào chỗ bạc bị lừa mất. Sau đó trở về nhà trọ, thiếu tiền chi trả liền bị chủ quán trọ nhiếc mắng nhiều lời khó nghe, đành phải dọn đi tìm đến xin trú ngụ trong một ngôi chùa. Đêm ấy có một vị tăng trong chùa mộng thấy nhiều vị thần từ trên trời hiện xuống. Một vị nói: bản vàng khoa này đã định, nhưng người được chọn đậu giải nguyên gần đây lại làm việc tổn đức nên bị Ngọc Đế xóa tên rồi, hiện vẫn chưa có người thay thế. Một vị thần khác nói: Phan Sinh đang ngủ trong chùa này có thể thay thế được. Lại nghe tiếng một vị thần nói: tướng của Phan Sinh là sắp chết bất đắc kỳ tử, làm sao có thể chọn thay giải nguyên. Một thần khác đưa hai tay so mặt Phan Sinh rồi nói: bây giờ chẳng phải đã là tướng giải nguyên rồi sao? Vị tăng ghi nhớ những lời đã nghe, sau khi thức dậy khoản đãi Phan Sinh hết sức trọng hậu. Sau khi dự thi xong, Phan Sinh tìm đến chỗ hai người bạn để cảm ơn. Người thầy tướng hôm trước vừa nhìn thấy Phan Sinh đã kinh hãi kêu lên: ông làm được công đức gì mà tướng mạo đổi khác thế này? Giải nguyên khoa thi hương này ngoài ông ra không thể là ai khác. Khi công bố kết quả kỳ thi, quả nhiên đúng vậy. Lời bàn: làm một việc thiện nên tưởng như nước vỡ bờ đê, cuồn cuộn chảy không thể ngăn lại, gấp rút quyết định như thế mới thành tựu. Phan Sinh nếu có mảy may suy đi tính lại chuyện bản thân mình, hiện đang ứng thí mà tiền bạc không đủ, chắc gì đã không bỏ dở việc thiện muốn làm, nửa chừng ngưng lại. Trong lúc ấy Phan Sinh thật chỉ biết có người đang cần được cứu, mà không suy tính đến việc riêng của mình, nên việc cứu người mới thành tựu. Nhưng rồi hóa ra chỉ với 4 đỉnh bạc mà thoát được một cái chết bất đắc kỳ tử, sao lại đổ giải nguyên? Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu trong vô lượng kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh.
an trụ trong tịch quang tịnh độ, thường hưởng pháp lạc chân thường. Nhưng do bi tâm vô tận, từ thể chẳng cùng, lòng cứu khổ ăn cần, niệm độ sanh tha thiết, nên lại chẳng lìa tịch quang hiện hình trong chính giới. Trong các cõi Phật nhiều như số vi trần trong mười phương, hiện khắp các sắc thân, tầm thanh cứu khổ, nhưng đối với thế giới ta bà, càng thương xót sâu đậm hơn. Có những kẻ nào thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa độ thoát, liền dạy họ gieo, khiến cho chín mùi, khiến cho độ thoát, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Những thân đã hiện, những pháp Ngài đã nói, mỗi mỗi tùy thuận cơ nghi, trọn chẳng nhất định. Nhưng hiện tiền được lìa mọi khổ, tương lai thường hưởng chân lạc thì đều giống hệt. Nhiều năm gần đây, thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất tranh thành tàn sát lẫn nhau, nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại xảy đến, lũ lụt, hạn hán sâu rầy, ôn dịch cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm. Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp, đang trong lúc thiên tai nhân họa đồng thời xảy ra này. Nếu có thể phát tâm chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được Ngài rủ lòng từ che chở, gặp giữ hóa lành, trong các hoạn nạn chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại để chuyển cộng nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này, vì thế thường được tốt lành. Chư Phật Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hưởng vui. Hiềm rằng chúng sanh mê muội chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí từ tâm, chẳng thể được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời chiếu khắp muôn phương, kẻ đội chậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu. Lỗi do đội chậu chứ mặt trời đâu có lỗi. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm, trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Tấn có người tên Quách Tuyền Chi ở quận Thái Nguyên, niên hiệu Nghĩa Hy năm thứ tư. Vị quan thứ sử Lương Châu là Dương Tư Bình do giết hại các tham quan nên bị vu oan bắt vào ngục. Tuyền Chi bị nghi là đồng phạm nên cũng bị bắt giam vào ngục, chịu gông cùm xiềng xích, canh gác cẩn mật. Tuyền Chi lúc ở trong ngục chỉ nhất tâm quy hướng Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm chí thành cung kính xưng niệm thánh hiệu của Bồ Tát. Đêm nọ lúc sắp ngủ thì ông bỗng thấy Bồ Tát hiện thân phóng quang chiếu trong lao ngục. Tuyền Chi cúi đầu đảnh lễ cầu nguyện, một lúc sau thì Bồ Tát ẩn mất, không bao lâu thì Tuyền Chi được ân xá. Sau khi thoát khỏi tai nạn, ông liền mời họa sĩ đến họa lại từ dung của Bồ Tát đã hiện trong ngục, lại lập tịnh xá thờ Bồ Tát để suốt đời chiêm bái xưng niệm cúng dường Ngài. Nạn đau binh trong xã hội loài người ước chừng cứ khoảng 10 năm lại xảy ra một lần, hoặc giả cũng có thể là nhiều năm một lần. Nhưng trong thế giới của súc vật mà xét thì hầu như không một ngày nào là không có. Chỉ ngay trong lúc gà vừa gáy sáng đã có vô số những đồ tể ác tâm tay cầm dao sắc lôi dắt súc vật đến nơi giết mổ, hung hăng trói chặt. Lúc bấy giờ những con vật ấy đều tự biết đại nạn đã tới, kêu la vùng vẫy kinh trời động đất, nhưng chẳng được ai cứu vớt. Đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy toàn quỷ dữ la sát, mang mặt người xẻ ngực môi tim, lôi ruột gan móc phèo phổi. Tiếng kêu thét bi ai còn chưa dứt, lại bị ném thẳng vào nồi nước sôi, chịu đau đớn khổ sở không cùng. Cứ như thế, chỉ trong thời gian chốc lát chưa đầy nửa khắc, khắp cõi thế giới này đã có không biết bao nhiêu vạn vạn sinh linh, toàn thân phân rã, đầu một nơi, chân một nẻo, xương thịt ruột gan bày ra la liệt. Nếu gom hết thân xác những con vật bị hại, ắt phải chất chồng cao hơn núi lớn, máu của chúng đổ ra, ắt có thể nhuộm đỏ cả những dòng sông rộng. Xem qua tình trạng thảm thương của chúng, thật không khác cảnh chiến tranh hãm thành tận xác. Lắng nghe tiếng kêu thét bi thương của chúng, thật chấn động như sấm sét bên tai. Tạo ra vô số những nghiệp ác ghê gớm như vậy,
chung quy cũng chỉ từ một nguyên nhân duy nhất là thói ăn thịt của con người chúng ta. Cho nên tội lỗi của việc ăn thịt chiêu cảm quả báo vô cùng khủng khiếp. Câu chuyện lươn bò ra từ ung nhọt trích trong An Sĩ Toàn Thư. Huyện Ngô Hưng có một người chuyên nghề bán lươn, về sau tự nhiên trên người phát sinh nhọt độc. Mỗi cái nhọt đều có hình như đầu lươn mọc lên khắp cả thân hình, đau đớn khổ sở mà chết. Vợ con ông ta sau đó cũng nối tiếp nhau mà chết vì đói. Lời bàn, học sĩ Chu Dự có lần nấu món lươn, thấy một con lươn cong mình đưa phần bụng lên cao khỏi nước, trong khi đầu và đuôi đều chìm trong nước sôi. Ông liền mổ con lươn ấy ra xem, thì ra trong bụng có lươn con, vì thế nó cố cong người muốn tránh cho con khỏi chết vì nước sôi. Chu Dự thấy việc như thế, trong lòng hết sức xót xa, cảm động, từ đó về sau ăn chay, bỏ hẳn không ăn các món cá thịt. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm thán: các hạ dùng sức dày, dùng đức dày đối xử rất hậu với người khác, nên bọn tàn binh thổ phỉ cũng bảo nhau đừng khoái nhiễu. Nếu không có chuyện thật sự khiến cho người khác cảm động, thì làm sao đạt được như thế? Đối với người dân, cái ăn quan trọng nhất, rộng rãi với dân, ắt trời sẽ ban phước cho. Bọn tàn binh thổ phỉ ấy hà nào có tâm đạo nghĩa, nhưng do thiên địa quỷ thần gia bị, khiến cho chúng nó giữ đạo nghĩa. Từng thấy trong bản chú giải Âm Chất Văn có ghi một câu chuyện chứng minh hơi giống như chuyện của các hạ. Nay tôi sao chép lại để trình lên cho ông xem. Năm Tân Tỵ 1761, vào đời vua Càn Long, đê Hoàng Hà bị vỡ ở tỉnh Dự Hà Nam, khắp mặt đất nước sâu hơn một trượng, lều tranh của dân gian bị nhận chìm mất nữa. Ở huyện Trần Lưu có người họ Tào, căn nhà đang ở bị lũ nhấn chìm đã 3 ngày đêm rồi. Ai nấy đều nói là không còn lẽ sống nào nữa. Đến khi nước rút, tường nhà vẫn chưa sụp đổ, mà người trong nhà cũng an nhiên vô sự. Mọi người hỏi thì họ cho biết, sáng ra chỉ thấy sương mù dày kịch, chẳng thấy mặt trời, thoạt đầu chẳng biết là đang ở trong nước. Quan địa phương thấy lạ, hỏi người ấy có làm điều lành nào hay chăng. Ông ta cho biết mỗi năm gặt hái xong, ngoài phần chừa lại đủ chi dùng cho cơm áo ra, còn bao nhiêu đều dùng hết để giúp đỡ những người nghèo thiếu lối sớm. Cho đến nay chưa hề thiếu sót một chút nào, đã thực hiện được như vậy 5 đời, suốt hơn 100 năm. Hoàng Hiến Ti đều ban cho biển ngạch để khen ngợi chuyện lạ. Nước vốn vô tình mà quỷ thần che chở, tuy toàn thể bị ngập trong nước nhưng chẳng thấy nước. Do vậy biết rằng con người có thật đức thì trời sẽ báo đáp lạ lùng. Những kẻ bóc lột mở màn của trăm họ để cầu mong con cháu phú quý, rốt cuộc đều thành gia đình tan nát, dòng dõi tuyệt diệt. Thần thức còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng có thở thoát ra, đáng thương vậy thay. Do vậy muốn cứu người đời mà nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, sẽ trọn chẳng thể đạt được hiệu quả thật sự. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng ở khu chuyên tu cũng như trên tỉnh Thất Quan Âm và toàn thể đang xem online trực tiếp ở trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2020, Giác Nhàn hôm nay tiếp tục lên làm lễ phóng sanh thêm một ngày hôm nay nữa. Thưa quý vị, trong cuộc đời Giác Nhàn có hai cái giai đoạn. Gần đây nhất là một cái giai đoạn đó là dịch Covid, Corona. Thì mỗi ngày gần như là Giác Nhàn giảng cái đợt dịch đầu tiên. Sang đợt dịch thứ hai thì tương đối nó cũng ổn ổn. Giác Nhàn cũng không có tiếp tục thường xuyên mỗi ngày để giảng. Lần thứ hai đây là một cái sự kinh khủng về bão lụt của miền Trung. Dĩ nhiên trong nhiều năm qua cũng có bão lụt, không biết sao trong năm nay nó chấn động rất là nhiều. Vì cái cơn bão lụt này nó tàn khốc đến kinh khủng. Và thêm nữa đó là Giác Nhàn thường đọc đến hôm nay nó mới thấm những cái lời Tổ sư Ấn Quang nói về cái việc mà Ngài đã cứu nạn lục,
thì mình đọc vào những lời của cổ thánh tiên hiền, lâu ngày chày tháng bắt đầu mình mới thấm những cái câu nói của Ngài, giống như là hôm qua thì mình có đọc đó, đem tiền của mình để cứu người nạn lụt còn hơn là để dành lại cho con cái. Đó là để đứt lại cho con cái thì con cái một sức mà ăn, còn để tài sản lại cho nó không đủ phước đức, và nó là người tham danh tham tài thì nó phá tan tành tài sản hết. Và mình khi chết thì chỉ hưởng được có một phần, lúc sống thì sợ không dám làm, sợ hết. Đó là cái tâm bỏng sẻn, cái nhân của ngạ quỷ. Vì sao người ta thấy người ta thương người miền Trung mà người ta không dám làm? Chưa tin nhân quả. Thứ hai, lòng tham dẫy đầy. Người ta có lòng thương, đó là lòng từ có, mà tâm bi không có. Từ phải đi đôi với bi, từ là bon vui, bi là cứu khổ. Mình thấy mình thương, mình phải ban vui cứu khổ mới đầy đủ lòng từ bi. Có tình thương nhưng mà không cứu khổ họ thì cũng vô nghĩa. Thương thực sự là thương người ta đó thì nó mới có kết quả. Còn thương lấy lệ thì không có kết quả. Có nhân đó nhưng mà không có quả. Thêm nữa đó là trong tâm họ lòng tham dẫy đầy, lo cho họ, cho con họ thì họ lo vắt chân lên cổ hay chạy không kịp. Còn những người khác chết thì họ coi qua rồi họ cũng thấy bình thường, không có chuyện gì, hoặc giả họ chỉ lơi lệ khóc rồi vậy thôi, chứ còn để mà tận lực để mà cứu thì họ không có khả năng. Dẫu cho họ không có tiền, hàng ngày trì 108 biến để bi cứu được không? Được. Cái này hiệu quả rất là cao đấy. Vì vậy cho nên thành ra là thường phải niệm Quan Âm Bồ Tát để dẹp loạn cái lũ giặc tham sân si thì mới có lẽ thể làm được những điều phước thiện. Chỗ này là cái chỗ bí quyết. Còn không dễ dàng làm được điều thiện đâu. Vì vậy cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang vẫn tán thán những người luôn hành thiện thư. Hôm qua Ngài có nói luôn hành thiện thư là một công đức thù thắng bất khả tư nghị. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng luôn hành thiện thư là bằng cách mỗi ngày giảng pháp, nhưng không có qua bên cái việc mà in sách ra. Thời đó là Ngài chỉ truyền khẩu, luôn hành thiện thư bằng cách truyền khẩu khi Ngài nhập Niết Bàn, rồi mới cái kết tập kinh điển. Và vì sao mà luôn hành thiện thư thì có công đức bất khả tư nghị? Vì đem những điều thiện, điều hay lẽ phải, đem những cái điều tốt để cho người biết đến thì đó là một cái công đức thù thắng. Còn đem đến cái ngụy thiện thư, cũng như là Ấn Tổ hay nói là của Hàng Âu, Trình Châu, bài xích nhân quả, hỷ bán Phật Pháp, thì những cái ngụy thiện thư này và cái ác thư này và sách này thì Ngài nói khi vừa nhận được là phải tống vô thùng rác liền, phải đốt ngay tức khắc, không để cho nó có lưu hành trên trần thế. Vì nó hại người còn hơn mạnh thú, rắn độc. Cho nên cái bộ sách mà tối thượng thiện thư á, chúng tôi thực sự dùng danh từ này chính xác, là bộ Văn Sao. Không phải chúng tôi đề xướng quá đáng đâu. Vì cả cuộc đời của chúng tôi đọc ra nhiều sách, và cái duyên chúng tôi vừa bắt đầu vào đạo, cái mùa hạ đầu tiên lúc còn bé là học kinh Đại Bô Tích, nó khó vô cùng, bộ kinh nó cao quá, cả mùa hạ học mà không vô nổi. Bởi vì những bộ kinh nó cô đọng quá, kinh Hoa Nghiêm, kinh Liên Nghiêm, Đại Bộ Tích, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, hầu như là Phật Tỳ Cơ thuyết pháp cho bậc học thượng căn. Nhưng riêng trong bộ Văn Sao, Tục Biên, Chánh Biên, Tam Biên đó là Ngài đã gần như là một món thuốc hoàn hảo bào chế ra, nó chuyên chở đầy đủ tam tạng kinh điển. Cho nên bộ Văn Sao là bộ mà hoàn truyền trọn vẹn tam tạng kinh điển, tối thượng thư, tối thượng thiện thư, có sức ảnh hưởng 9.000 năm mạt pháp. Lưu tâm bộ sách này, khi chúng tôi đi rồi không có ai nhắc chỗ này để cho mình có tính tâm đó. Bây giờ phải cật lực đề xướng lưu hành tối thượng thiện thư này. Tuy rằng in ra rất nhiều, mỗi thứ 10.000 bộ, nhưng mà người ta đọc vào người ta chán, và một số người đọc không nổi. Số mấy thầy luôn đọc không được, gối đầu giường để đó chơi, nhìn chơi, đọc không nổi. Thì hôm nay chúng tôi dùng cái cách là mỗi buổi sáng phóng sanh và đọc những mẫu chuyện và những lời hồi nãy thầy Nhuận Minh đọc, là trong An Sĩ Ấn Tổ cũng khen cái bộ sách tối thượng thiện thư này.
Và Tân Biên Quan Âm Cảm Ứng lục và gần như là trong văn sao là chính lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, thì lưu truyền cái thiện thư này qua đường truyền Internet. Đây là cách lưu truyền siêu không gian, vượt thời gian, siêu thời gian không gian. Đây là lối lưu hành thiện thư trên đạo tràng không trung toàn thế giới trong một khắc. Giờ hiện tại những người ngồi bên Nhật như cô Linh, rồi bên Hàn Quốc cô Dung, rồi một số cô, mấy cô Phật tử Liên Phước đồ, rồi bên Mỹ, một số Phật tử hầu như thắm nơi trên thế giới. Chúng tôi đang nói đây là họ đã nghe trực tiếp trên toàn thế giới. Đây là một cách lưu truyền tối thượng thiện thư mà của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Rất hay. Chúng tôi tùy hỷ công đức của Hòa Thượng. Để toàn tâm vô đây, để toàn bộ tiền bạc để lưu hành thiện thư này. Và thượng thiện, gọi rằng là thiện thư mà lưu hành trong văn sao thì chúng tôi nói là tối thượng thiện thư đó là lưu hành cái bộ sách văn sao để người biết đến pháp môn tịnh độ, là pháp môn mà gọi rằng là tự lực, tha lực, Phật lực, pháp lực, bất khả tư nghị để một đời này vãng sanh, gọi là tối thượng thiện thư. Và những thiện thư khác giống như là kiên dâm, kiên giết như nãy Thầy Nhuận Minh có đọc qua, giáo dục gia đình. Và Ngài cũng lưu hành về cái chuyện phổ biến những cái điều mà lũ lụt hạn hán nên cứu giúp họ trong cái ngặt. Còn cứu nghèo thì phải cần đến nhân quả. Cứu ngặt là phải mang tiền của trực tiếp để cứu mạng. Còn cứu nghèo là phải nói đến nhân quả để cho họ biết được nguyên nhân gì đã là nghèo. Chứ cứu nghèo thì cứu không nổi. Suốt cuộc đời họ không biết làm phước, chỉ biết hưởng thụ không thì giúp cho họ bao nhiêu cho đủ. Nhưng mà ngặt là phải cứu. Đó là bị động đất, bị bão lụt thì mình phải ra tay cứu. Đó, anh chàng Phan Sinh mà thầy Minh mới đọc đó thì coi như là giúp một người thoát chết thôi mà lại đổ làm quan. Quý vị nghe, nghe mới nghe quan. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái việc mà hôm nay mỗi ngày phóng sanh mỗi buổi sáng thì chúng tôi đem cái sách điện tử này, đúng là thiện thư điện tử nè, là đọc qua màn hình ảnh nhỏ và lưu vào trong băng đĩa. Chút xíu nữa là chú Duyên làm, tối nay đã có cái đĩa này, quý vị nên nghe lại. Đối với bọn phàm phu chúng ta phải nghe ngàn lần thì nghĩa kia mới tự hiểu, còn qua lần chưa hiểu đâu. Thực sự, sự thực là như vậy. Giống như những cái điều này hồi nãy giờ quý vị nghe qua, quý vị nói lại được mấy phần trăm? Giờ cái đầu mình nó rối quá rồi, nó bị vọng tưởng quá rồi, nó tính toán toàn là những cái chuyện lợi mình hại người, hoặc giả là nó không có dính dám gì đến Phật Pháp. Khi nói đến Phật Pháp thì giống như là nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch. Bây giờ còn chữ nào trong đầu không? Không nhớ nổi cái nội dung gì cả. Dĩ nhiên là nó có lưu vào trong tàng thức, nhưng mà cái bộ ghi nhớ mình nó quá tệ đi. Do mình chứa những cái gì rác rến không đáng mà chứa trong đó, đúng không? Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà lưu hành này thì chúng tôi mong quý vị mỗi ngày trên Facebook hay là YouTube, khi gặp được cái chương trình này là phổ biến gửi cho bạn bè liền. Có một số quý Phật tử lưu hành trong Facebook của Tịnh Thất để bây giờ mọi người khắp nơi trên thế giới họ đều vào họ xem được những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang mà Thầy Nhuận Minh đã dày công thầy soạn. Chúng tôi thấy thầy soạn mà sức khỏe kém, chúng tôi nói thôi đọc lại cái cũ, mà thầy vẫn ra công sức để soạn những cái mới để cho quý vị nghe. Tương lai một thời gian 2-3 tháng sau là gần như mình cứ đảo tới đảo lui, đảo tới đảo lui thì vẫn là ổn. Học những điều này mình làm chưa xong. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói đến cái việc mà phổ biến hàng ngày phóng sanh với đọc những lời dạy khai thị của Tổ sư Ấn Quang, đó là một sự lưu hành của thiện thư. Mà lưu hành thiện thư này là công đức bất khả tư nghì, vì gặp những người thiện nhân, những người có cái tấm lòng mộ đạo thì họ có tín tâm và họ tu hành để liễu sanh thoát tử. Đây là công đức bất khả tư nghì. Cũng như hôm nay chúng tôi có nói về cái việc bảo lục, và từ hôm Chủ Nhật đến hôm qua với hôm nay thì rất nhiều người hưởng ứng cái lời chúng tôi nói, họ tin tưởng chúng tôi. Họ tin tưởng chúng tôi cái việc làm là gửi đến nơi quà cáp tiền bạc cho những người miền Trung, cho nên họ không ngại để gửi lên cúng dường. Sáng nay có người 5.000 tiền Việt Nam họ gửi vô cúng. Những người này họ có duyên trong từ năm 2007 đến hôm nay họ nghe Pháp, cho nên hôm nay họ nghe đến cái chuyện từ thiện là họ không tiếc của, họ làm được. Vì sao họ làm được? Họ tin nhân quả.
Như anh Phan Sinh này, anh tin nhân quả. Những người tin nhân quả họ làm rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, không có chần chừ, không có phân vân, không có so đo có nên hay không nên, họ làm liền. Vì đây là cơ hội, mà cơ hội là nó đã qua rồi, là không có thể làm được lại. Cho nên khi chúng tôi nói những điều này, những người họ có thiện căn bắt đầu nó phát khởi liền, nó dẫn phát thiện căn liền, để họ phát tâm họ làm. Dẫu cho họ không có tiền, chúng tôi nói là họ dùng hai thời công phu hàng ngày xuyên suốt niệm Quan Âm Bồ Tát, để cho nhờ cái công đức niệm Quan Âm Bồ Tát để hồi hướng cho những người đó đang gặp nạn. Và khi họ niệm Quan Âm Bồ Tát được thì lòng tham sân si bắt đầu nó nguội lạnh đi, rồi bắt đầu là họ vì người, họ lợi tha. Trong thời gian ngắn 3 tháng đến 3 năm dở ẹt như chúng tôi cũng là 10 năm có kết quả, chắc chắn luôn. Chúng tôi thường nói với vị là chúng tôi là người mà bạc phước, tức là phước rất mỏng, sanh trong gia đình nghèo, túng thiếu, đi tu cũng thiếu thốn. Đến khi năm 2000 lên tỉnh Thất Quan Âm cũng túng thiếu. Thì chúng tôi nhìn lại cái lộ trình của chúng tôi đó, thì cái sự tu cho bản thân mình thì nhiều, còn cái chuyện lợi tha rất nhạt nhẽo. Cái chuyện lợi tha rất là nhạt nhẽ, vị kỷ, ích kỷ, tự tư tự lợi cho bản thân của mình là nhiều. Từ khi nghe Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không sống vì người, mở đạo tràng niệm Phật, 3 năm có kết quả, đúng. 2007 đến 2010 là bắt đầu có người phát tâm tiền tỷ để mà làm cái chánh điện trên đó, rồi bắt đầu là nuôi các cụ, bắt đầu là 3 năm là thấy có hiệu quả. Vì chương trình gì? Phóng sanh. Lúc đó làm những cái đĩa mà không phải tối tân như bây giờ, làm rất khổ cực, làm từng chút tặng mãi đến hôm nay vẫn giữ lập trường, chứ không phải lúc trước mà mình bán, lúc trước mình tặng bây giờ bán, vẫn giữ lập trường là tặng, có nhiều tặng nhiều, có ít tặng ít, có nhiều tặng nhiều, không có khỏi tặng. Đây là cái quy trình của chúng tôi đã đi, các thầy ở tại đây và trên tỉnh thất, những người cứ nhìn vào cái gương chúng tôi, mà cái gương chúng tôi được soi bởi Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, hôm nay được soi vào trong bộ văn sao của Tổ sư Ấn Quang, nên lưu truyền thiện thư này. Đây là công đức bất khả tư nghị. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà khi vì sao mà thấy điều thiện mình làm không được. Chỗ này quan trọng, cực kỳ là quan trọng. Và biết điều ác trong tâm mà không tháo gỡ được. Lý do gì? Tụ chung lại vẫn chưa sợ nhân quả. Khi thấy điều ác mà vẫn làm, không có thể vượt qua được, thì người này vẫn chưa tin nhân quả, vẫn chưa sợ nhân quả ác, và không sợ nhân quả ác, không tin nhân quả. Khi họ thấy điều thiện họ làm liền thì họ tin nhân quả tuyệt đối. Thì cái căn lành người này rất sâu dày. Mà còn kêu họ đến niệm Quan Âm Bồ Tát, thì cái số lượng người mà niệm Quan Âm Bồ Tát tin niệm danh hiệu Phật là thành Phật công đức bát khả tư nghì, rồi kêu người tin nhân quả, thì số người tin nhân quả nhiều hơn cái số người niệm Phật. Nhưng mà số người không tin nhân quả nhiều hơn số người tin nhân quả, cho nên thành ra họ gặp khổ đau rất là nhiều. Không phải dễ gì tin nhân quả, nhưng mà có cái bí quyết để tin nhân quả từ nơi cái nguồn gốc, nơi tâm mà làm là niệm Phật, là công đức bất khả tư nghì, nghĩa là thâm tính A-di-đà Phật, là gia sung mãn, thâm tính danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là được đầy đủ, gọi là gia sung mãn. Từ nơi cái cánh cửa này mở đi vào, tin tưởng Phật, niệm Phật, từ từ nó khai phát, nó phát dẫn cái tâm của mình, bắt đầu nó tiêu đi cái nghiệp tham sân si, làm một cách rất dễ dàng. Dầu người đó là người nghèo đi bán giấy số. Chúng tôi nhớ rất rõ lúc trước bà cụ mẹ chúng tôi, cái chuyện mà phát tâm để cúng dường hầu như là không nghe lúc chúng tôi còn ở nhà chưa đi xuất gia. Nhưng khi đi xuất gia rồi bắt đầu bà mới biết làm để dành tiền trong con heo để mà cúng dường cho Tịnh Xá Ngọc Quang xây cái nhà tăng. Mà so với cái tiền con heo bà để dành với cái tiền bà cụ để dành mua vàng cất thì chưa bằng 1%, không bằng. Vì sao vậy? Bà chưa tin nhân quả, bà để dành con heo từng đồng lẻ thôi, còn cái tiền mà mua vàng để sắm thì nó nhiều gấp bao nhiêu lần. Thì bắt đầu từ từ đọc kinh niệm Phật, lần, bắt đầu bà đi phát tâm xuất gia là bà buông. Mà trước khi xuất gia là bà bố thí hơi mạnh, xuống gặp những người khùng, người điên, những người mù là bà lấy bánh hỏi cho nó ăn. Có nhiều lúc nó ăn bánh hỏi chán rồi, nó kêu không ăn bánh hỏi nữa, phải ăn bún á. Mà bún thịt mới ăn, bà cũng phải đi mua bún thịt cho nó.
Rồi bắt đầu từ từ tin nhân quả, rồi là mua đồ không trả giá. Lỡ mua cái nón ra trả giá, quay lại trả tiền cái bà đó nói: ồ, tôi đã đồng ý bán cái giá của bà trả rồi mà. Kêu không, tôi đã phát nguyện không trả giá mà tôi quên tôi trả giá, giờ tôi trả đủ số tiền. Bắt đầu từ lòng tham nguội lạnh, rồi bắt đầu có phước báu, rồi bắt đầu mới xuống sư bà 2 triệu âm xuất gia. Hiểu cái đạo lý mà tin nhân quả, bắt đầu làm phước nâng cao cảnh giới không? Khó hiểu, khó tin, vô cùng khó tin, cực kỳ khó tin luôn. Bởi vì họ tu hình thức bên ngoài, không đọc kỹ lời Phật, lời Tổ, và không chịu làm, cho nên họ rất thích hưởng tự tư tự lợi. Họ mua một cái gì cho họ xài là họ mừng, họ sung sướng. Còn cái gì mà đem để cho người khác là giống như cắt thịt cắt da, đem từng đồng tiền giống như lấy từng giọt máu của họ ra, họ tiếc, họ sợ, họ không dám làm vì người khác. Thì người này là kẻ gì? Bần cùng, giàu cho họ là tỷ phú giàu có, chỉ hưởng cái phước đời trước, chứ đời này bắt đầu đang thăm. Thầm chưa hết một đời đã ra ăn mày. Hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận thì đi ăn mày, bảo đảm. Cho nên người tu sĩ cũng vậy. Có nhiều người vì sao cảnh giới người ta nâng cao, nhiều Phật tử, tấm lòng người ta rộng mở. Còn nhiều người bây giờ cái tủ lạnh, cái bếp cũng không có, ở trong một cái thất quá là nhỏ hẹp. Vì sao vậy? Vì quá ích kỷ. Vì quá ích kỷ, sống cho bản thân của mình. Chúng tôi nói vậy không phải là phạm thượng đến các vị mà tu một mình rồi không có phước báu, mà Hòa Thượng Tịnh Không có nói chuyện này. Có câu chuyện đàng hoàng, có cái vị đó mà hình như Thượng Tọa Hòa Thượng đến hỏi Hòa Thượng Tịnh Không: tôi không có tin cái chuyện nhân quả mà cảm ứng đâu, cầu được ước có đâu. Hòa Thượng hỏi: lý do gì? Tôi cầu cái tủ lạnh mà tù hoài không có. Chứ còn cái tủ lạnh bỏ đồ cho nó khỏi hôi thối thôi, mà mua rau đồ về nó mau hư, củ mau hư, mà tôi cầu cái tủ lạnh cầu hoài không có. Hòa Thượng nói: chùa của thầy, chỗ thầy ở bao nhiêu người? Kêu có một mình tôi thôi. Hòa Thượng nói: một mình ông cần gì tủ lạnh, mua về ăn rồi ngày nào ăn ngày đó, hoặc là đâu có cần nhiều người đâu mà có tủ lạnh chi, đúng không? Ví dụ thầy có 5 người, thầy mua vì 5 người, hoặc 10 người, thầy mua vì 10 người, thầy cầu có ngay. Nhưng mà một mình thầy cầu không có là quá đúng, thầy cầu cho thầy làm gì có. Cái câu chuyện này của Hòa Thượng nói rõ ràng, chứ không phải chúng tôi hỷ bán những người mà gọi là bạc phước, mà kêu mạo xưng là chúng tôi có phước, là nhiều người đến và chúng tôi có điều kiện. Chúng tôi không dám nghĩ như vậy, mà nói như vậy để mình khai mở tâm lượng. Mà cái cách khai mở tâm lượng nhanh nhất đó là niệm câu Phật hiệu, niệm Bồ Tát Quan Âm và niệm Thần Chú Đại Bi, 3 cái pháp Tổ sư Ấn Quang dùng. Ngài nói chuyên nhất niệm Phật tốt, nhưng mà đó là hàng thượng căn. Còn bậc trung hạ căn như chúng ta dễ sanh chán, niệm một thời gian chán. Vì vậy cho nên thành ra cần phải có pháp trợ hạnh. Pháp trợ hạnh là danh hiệu Quan Âm, là Thần Chú Đại Bi, là làm những việc thiện, cứu nạn lục phóng sanh. Cần phải có pháp trợ hạnh, cũng như ăn cơm cần phải rau dưa kèm theo. Chỗ này phải học cho kỹ, nói nó mới lưu lót và nói dứt khoát để người ta có lòng tin, không có do dự chuyện này. Đó. Cho nên thầy mong mấy anh em phải đọc vào văn sao, hành văn sao, thấm vào trong tim tủy của mình, trong tâm thức của mình cho thiệt sâu, rồi mới làm được, chứ còn không làm được đâu. Vì sao vậy? Bởi vì chưa tin lời Phật, chưa tin lời Tổ. Vì vậy cho nên thành ra là chúng tôi mới nói là trong cái lúc này á nha, nếu mà nói cái lượng người ở miền Trung mà gặp nạn á, so với cái số người trên toàn nước Việt Nam mình á, thì chúng tôi nghĩ là họ chỉ bỏ ra 1/3 tiền của họ với số người mà gọi rằng 90.000 người, 90 triệu người này đó, 90 triệu này mà so với cái khoản của miền Trung thì chúng tôi nghĩ chỉ bằng 1/5, 1/6. Thì cái số lượng người toàn nước Việt Nam mà bỏ 1/3 tiền của họ thôi đó nha, thì họ dư để cứu xây nhà lo cho mọi người. Nhưng mà bây giờ nó bị chênh lệch, có người thì bỏ nhiều quá, cả tỷ, 20-30 tỷ, cả 100 tỷ. Có người không bỏ đồng nào mà họ quá giàu, cho nên cái sự mà hiểu được nhân quả thì nó quá là ít kém. Cho nên phải lưu truyền thiện thư, phải lưu truyền thiện thư để họ tin nhân quả. Mà họ không có căn lành cũng như là Đờn Khải Tây Châu, khó cực kỳ nhân quả. Lo cho người khác chính là lo cho mình, cứu người khác chính là cứu chính mình. Điều này ai tin nổi? Không tin nổi, khó tin. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi xin nói với vị về cái việc mà hôm qua chúng tôi tình cờ lên trên Google search ra, tự nhiên đâu trong lòng không có nhớ đến cái bài hát Thương Quá Miền Trung Ơi.
thì không biết ở đâu trong đầu nó xuất ra cái dòng chữ thương quá miền Trung ơi, đánh đúng như vậy trong Google nó ra mấy cái bài hát mà có con bé nó hát mà nó cảm động, nó ôm cái bà già mà bà già diễn xuất cũng hay, chịu không nổi, đứt từng khúc ruột. Xong rồi tự nhiên lại gặp thầy Thích Thiện Ân, ông hát cái bài này, ông ngồi trên xuồng và ông tìm những cái cảnh mà nó kinh khủng, đục mấy nhà chui lên trên đó. Quý vị lên Google, YouTube, quý vị search ra là Thương Quá Miền Trung ơi của thầy Thích Thiện Ân. Thầy hát cái giọng lại trại trại Huế mà nó hay, mà thầy thường hát những bài hát Phật giáo, những bài hát mà nó có tính cách gọi rằng là nhân bản đạo đức cực hay, mà chúng tôi nghe chịu không nổi. Nghe tới nghe lui gửi cho một vài người Phật tử, người ta nghe như một cô Phật tử Sài Gòn, cô khóc, cô chịu không nổi, cô khóc quá trời, cô khóc luôn. Mà cổ với chúng tôi là chung tay gửi gần cả tỷ ra bên ngoài đó rồi. Mới hai sáng hôm nay 300 triệu nữa gửi liên tục. Nói như vậy không phải chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi nói như vậy để những người đang gửi tiền vào trong tài khoản chúng tôi là yên tâm. Còn toàn là cộng thêm cái phước thiện để tăng nhiều chứ không có bao giờ mất đâu quý vị. Nói như vậy không phải chúng tôi kêu gọi đâu. Nói như vậy là chúng tôi nói để quý vị có sanh ra tùy hỷ công đức thôi. Chứ còn vấn đề mình không có đủ phước báu, mình kêu gọi ai tin mình? Hôm qua Ấn Tổ nói cái chuyện phước thiện không phải dễ gì kêu gọi đâu. Ai tin tôi? Ngài nói rất khiêm tốn, người ta tin Ngài dữ lắm. Ngài làm được, nói được, nói được, làm được. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi thấy cái lượng người chết bên đó cũng tương đối khá đông, và xem tình hình ngoài đó thì mì và thức ăn khô quá nhiều, rau củ nước ngập hết và không có rau củ để ăn. Sáng nay chúng tôi nói thầy Tuệ là lấy cái xe tải nhỏ đó, và nãy chúng tôi đã liên lạc liền với cô Uyên, và cô nói anh con cũng có bán rau Đức Trọng mà có chiếc xe tải lớn Phát Tâm chở miễn phí, thầy mua chung với anh con đi rồi con sẽ hỗ trợ chở ra ngoài đó một xe rau mà chính là củ quả là chính. Bây giờ họ ăn gạo, ăn mì, ăn toàn thức ăn khô, họ nóng trong người và chịu không nổi nữa, có thể chết trong nay mai. Bây giờ chở một xe củ quả ra phát và chở liên tục ra, mà củ quả bữa nay cũng khan hiếm luôn. Ở đây mưa liên tục cho nên củ quả cũng bị thúi trong này, cho nên đi từ từng vựa từng điểm để mua, để mà mang ra để cứu họ qua cái cơn ngặt họ sống lại đó. Rồi sau khi cứu cơn ngặt xong rồi bắt đầu mới tiến hành đến chúng tôi sẽ có phương án để sửa nhà, sửa cửa cho họ. Chùa chiền của mình như vậy là đủ à, đủ che mưa đục nắng rồi, giờ sửa nhà sửa cửa cho họ. Sửa nhà sửa cửa xong cái lộ chương trình đó rồi, bắt đầu tiếp tục đến cái chuyện chúng tôi sẽ có chương trình nói với một Phật tử đã gọi cho Hòa Thượng Khế Chơn để cúng dường trai tăng lớn vài trăm vị ngoài đó, và để phổ biến thượng thư của Văn Sao. Mỗi vị có một bộ sách Văn Sao, Tục Biên hoặc là Tinh Hoa Lục, cúng dường trai tăng rất trang nghiêm thanh tịnh. Đó là cái việc mà chúng tôi sẽ có cái lộ trình như vậy, làm từng bước một, sức mình có hạn, vẫn là nhờ những người gọi là tiên phong đi trước. Ngày mai có thầy Thông, cô Nhã, cô một số các cô mua vé máy bay rồi bay ra ngoài đó chung với cô Sương rồi cô Liên An, một số mấy Phật tử để mà trực chiến để đem quà. Nhưng mà chúng tôi vẫn là chủ lực củ quả bắt đầu chở ra, cứu làm sao, cũng như là đang thấy như là mình, bản thân mình đang bị nạn và gia đình mình đang bị nạn, phải là cật lực như vậy, đề xướng sốt sắng. Nói như vậy để quý thầy và Phật tử bây giờ phải khẩn trương, ai không có của phải nỗ lực hàng ngày tinh tấn tu tập, thường niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát trong tâm để rải lòng từ đến miền Trung và cho cái lòng tham mình nó nguội lạnh xuống để cho mình có cơ hội để làm phước thiện. Ngay lúc chúng tôi đang nói như vậy mà tâm quý vị thường niệm Quan Âm, tâm quý vị có cái tùy hỷ lớn, quý vị chứa được công đức lớn. Còn nhiều người người ta nghe qua rồi người ta nói ông này nói khoác lác, ông này nói khoe khoang, ông này nói với cái vẻ ta đây, thì hoàn toàn không có một chút tâm tùy hỷ, người này không nhận được một chút thông tin phước báu gì luôn. Quan trọng không? Quan trọng tâm tùy hỷ không? À. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị, đây là cái việc mà chúng tôi canh cánh trong lòng, và lần đầu tiên đó là dịch corona chưa đi qua xong mà tiếp tục cơn bão lụt nó đã tới và chuẩn bị nhiều cơn bão. Nghe nói cơn bão gì của siêu bão cấp 12 nó tới nữa đây nè. Kinh khủng không? Thì cái mục đích chính mà Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, đó là những người họ gặp nạn mà họ không biết tu, mà trong số đó có những chùa, có những thầy, một số Phật tử ở ngoài đó trong hệ không có, họ cũng biết tu cho nên nặng nó thành nhẹ, nó cũng đỡ đỡ. Còn bây giờ chúng ta biết tu là cật lực để tu tập. Niệm Phật thường xuyên, hai thời công phu không bỏ, ngoài ra niệm thêm danh hiệu Quan Âm trong vào điểm này,
và chú trọng tại nơi nghe. Mắt của mình khi lễ Phật đứng phủ xuống 1/3, quỳ thấp xuống, nhắm, nó rất là dễ chịu, nó không có ngã giống như mình đứng. Đứng nhiều lúc nhiều người nhắm mắt, hôm bữa chúng tôi nói, nó lỏng chỏng mà nó say say bồ bồ, rất là khó, mở hí ra một chút. Khi mà mình xuống, mình mở mắt ra, quỳ thấp, mình nhắm mắt lại để con mắt mình nó dịu, nó dễ chịu. Chúng tôi thường công phu bắt đầu đến gần 4 tiếng là con mắt phía bên tay phải nó mỏi. Lớn tuổi rồi bắt đầu mắt nó yếu, nó mỏi con mắt. Cho nên thành ra khi nhắm lại nó dễ chịu vô cùng, nó dưỡng con mắt. Con mắt mình cứ mở miết, mình hí, mình gồng, mình dưỡng nó, mình để nó như vậy, nhiều lúc nó khô mắt mà nó mệt. Bây giờ có một cái lá thư người ta hỏi Ấn Tổ, nhiều lúc con hí mí mắt nó khó, bây giờ mở mắt hay nhắm mắt hay hí? Ngài kêu làm sao cho thoải mái nhất, mà thường hí thì tốt, nhưng mà nhắm cũng tốt, mà mở cũng tốt, mà đừng có nhắm lâu quá. Ngủ thì nhắm lâu quá suốt đêm cũng được, nhưng mà gặp mộng mị đó, còn ngồi tu mà nhắm lâu quá cũng không tốt. Nhắm mở làm sao cho thoải mái. Thì chúng tôi hôm bữa chỉ quý vị cái cách lễ đó, quý vị cứ làm thử đi. Tin đi, tin làm thử có thọ dụng á. Nó không có mỏi mắt, nó không chảy nước mắt, nó rất dễ chịu. À. Và niệm Phật thì chú trọng tại nghe. Nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, đừng ham nhanh, ham nhiều, ham lẹ. Hôm qua chúng tôi nghe Ấn Tổ nói, thời này có một số kẻ niệm Phật ham nhanh, ham lẹ, ham nhiều. Niệm tán tâm không bằng niệm lắng nghe kỹ, ít kết quả vì định tâm niệm Phật. Chỗ này quan trọng. Chỗ này quan trọng, cực kỳ quan trọng. Phải nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui, nó mới thâm nhập vô trong tâm mình, rồi bắt đầu mình mới có thể tự hành và dạy người được. Có cái gì bằng vui sướng khi mình hành cái pháp của Phật, của Tổ, rồi mình có thọ dụng để chỉ người khác, có gì sung sướng bằng không? Vì họ không cảm được, không cảm được cái thọ nhận này, và không có cảm nhận được cái tâm pháp này, cho nên thành ra họ hướng cái tâm ra ngoài vì danh lợi. Cuối cùng cũng tiêu tan cuộc đời thôi. Sự thật là như vậy. Hướng ra ngoài là tiêu tan cuộc đời. Khi mình đã vô chùa tu mà còn lương lẹo dối trá, tham lam, bỏng sẻn, tự tư, tự lợi, thì người này, cái nhân đã như vậy trong tâm thì không thể nào tồn tại lâu dài. Trước sau gì cũng trở ngại. Trước sau gì cũng trở ngại. Đó. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi nói về cái việc mà để mà cứu trợ phải hết sức thận trọng. Hôm qua chúng tôi nghe cô Phật tử nói bữa nay có cái chương trình ăn phần trăm. Khi mà dắt cái người phát tâm đưa tiền đến lũ lụt, có một cái cô đó có phát tâm cũng mạnh, thì có cái người họ làm cò, họ tới họ nói với gia đình đó, đang bị nạn đó, giờ tôi kiếm người đến cho tiền nhưng phải đưa tôi 30%. Thì gia đình đó bây giờ họ vô đường cùng rồi, muốn lấy mấy phần trăm cũng 5-7 cũng được, miễn sao có tiền thôi. Kêu được. Rồi cuối cùng cái người đó, người ta tới thành năn nỉ, có cái chỗ đó nghèo lắm, họ túng thiếu, họ gần chết rồi. Rồi cuối cùng cô này cô tin theo cái người đó, họ tới họ đưa tiền xong rồi cô này cô vừa đi cái quay lại lấy 30%. Thì cô biết được, bắt đầu là cô hành trong một trận và cô bắt phải trả lại. Kinh khủng thiệt. Con người vô lương tâm, vô đạo đức, nó vì tiền mà họ mất hết đi cái lương tri, cái đạo đức, và họ dễ dàng như nói láo nói xạo như vậy, lừa gạt như vậy. Kinh không? Người tu đôi khi còn vướng nữa chứ đừng nói người đời. Kinh khủng lắm. Cho nên thành ra cái việc mà chúng tôi thấy một số quý Phật tử mang tiền trao tặng, như là cô Liên An cổ đưa đó, 6 người chết tiền không có để mà làm đám, cô mang 8 triệu cổ đưa, cái này chúng tôi tán thán. Một số những cái việc họ quá túng thiếu đến cùng cực, mình đưa tiền rất tốt. Nhưng có nhiều lúc đưa vô 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu, chồng tính đường, vợ tính ngã, đưa quà mang về thì họ lấy mì, họ nấu gạo, nước mắm hoặc là xì dầu, đồ đạc. Họ không phải suy nghĩ hết mà mang tiền đưa, đôi khi họ tính toán. Có một cái gia đình đó chúng tôi giúp cho để mà làm nhà tình thương. Khi đưa tiền cái rồi là họ làm cái nhà không đủ với cái số tiền của chúng tôi đưa, mà họ lấy họ làm gì, mua thịt, mua rượu, họ đi làm gì, không biết. Vừa rồi có anh Đông trên xã, anh có vận động chúng tôi đổ cái sân của cái trường học Hiệp An, thấy mấy đứa nhỏ nó đi, nó dính, nó sình, mà nước lầy lội quá. Và chúng tôi nói thẳng quan điểm là chúng tôi đổ vật liệu trực tiếp trên đó và đổ xi măng, thuê thợ chúng tôi hoặc là các chú lên đổ. Anh kêu quá tốt luôn, làm vậy cũng tốt, sao cũng được, miễn sao thầy giúp là được. Tôi đồng quan điểm với thầy, làm sao cái đồng tiền này phải đưa tới nơi và hữu ích. Cho nên thành ra là đồng tiền là con dao hai lưỡi, cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi vẫn là muốn đem sản phẩm, thực phẩm,
Nói như vậy không phải là mình chấp cứng ngắc là phải đưa thực phẩm không, mà cũng phải có tiền để khi hết bảo lục rồi họ có để họ sắm sửa. Nhưng mà cái số lượng nhà mà để mà sắm sửa đúng cái đồng tiền mục đích mà gia đình thuận hòa để đồng lòng với số tiền đã làm cho đúng, thì thực sự là khó khăn vô cùng đối với họ. Họ tính đủ trò đủ chuyện so với cái sở thích của họ. Ông uống rượu kêu mấy lâu nay bảo lục nhiều quá rồi tôi không có rượu uống, giờ cho tôi uống miếng rượu ngon bà. Hoặc giả kêu mấy nay bảo lục mình cũng đói thôi mua thịt về ăn đi bà, nhà cửa nó rách nát thôi kệ, nó lấy áo mưa che cũng được bà. Tính đủ kiểu à, không phải đơn giản nó. Mình ngồi mình suy nghĩ vậy thôi, còn việc thiện mình cứ việc làm đi, mình không so tính, nhưng mà mình làm sao cho nó thiệt chuẩn chút. Rau củ quả mang ra là khỏi suy nghĩ, gọt là nấu ăn thôi chứ không suy nghĩ mang đi bán. Chúng tôi nói thực sự có một số những điều chúng tôi phát minh cũng là Phật gia hộ. Rau củ quả là tự chúng tôi sẽ suy nghĩ ra, bởi vì người ta cũng có nhu cầu, ở ngoài đó người ta gọi. Khó kiếm rau củ quả lúc này. Trực tiếp kêu thợ đổ vật liệu tại đó, trả tiền thợ người ta xây nhà, người ta làm nhà là không dính líu một đồng nào hết. Có nhà người ta ở, làm cho họ yên tâm. Những cái điều mà mình phải có thiện xảo trong đó để làm từ thiện chứ không phải dễ làm đâu. Vì vậy cho nên thành ra là chúng tôi nói chung chung chứ không có chấp nhất là phải quà không là hoặc là phải tiền không, mà phải làm sao yển chuyển cho nó phù hợp. Nói như vậy để những người tiền trạm như cô Sương, Liên An, rồi thầy Thiện Thông, một số người ra đó làm sao yển chuyển cho chúng tôi đi thì không đi rồi. Bây giờ chúng tôi tu dở ẹt luôn, mỗi lần đi về nó không có công phu được. Thay vì mình ở nhà mình dưỡng, mình nghỉ rồi đó, mình dậy 1-2 giờ được, còn đi về 3-4 giờ nằm cứ lừ đừ. Mình tu quá dở quá yếu kém cho nên thành ra là đi là nó về là nó mất công phu. Cho nên thành ra là chúng tôi thực sự là hiện tại bây giờ là không muốn đi đâu rồi. Thỉnh thoảng lên Tịnh Thất một chút vậy thôi. Một số quý Phật tử trong đợi chúng tôi ra mười chung ngôn để mà họ đi với chúng tôi. Thì chúng tôi có thầy Thông một số mấy mọi người đi rồi. Thì hôm nay chúng tôi nói bữa nay thôi để cho mọi người hiểu được cái việc mà mình để lưu truyền cái thiện thư và mình làm những cái điều phước thiện cho nó phù hợp, nó đúng. Và đặc biệt hơn nữa là mọi người nên quan tâm về cái việc mà chung tay với chúng tôi, hay là gửi quét thầy hay là cái nhóm nào cũng được, chứ không phải bắt buộc là phải gửi vào tài khoản chúng tôi. Cái này chúng tôi nói chân thật, có nhiều chúng tôi làm nhiều à. Nếu quý vị hợp với vị thầy khác hoặc hợp với mấy người khác gửi đi, càng tốt càng khỏe luôn, không có sao hết. Miễn sao giúp cho người nghèo được rồi, chứ không cứ gì phải gửi vào trong thầy giác nhang. Đó là chúng tôi nói như vậy. Và cái việc bảo lục đến hôm nay nó đến cái mức mà báo động đỏ kinh khủng quá rồi. Vậy chúng tôi mong cho mọi người nên khởi thiện niệm và thường niệm Quan Âm trì thần chú đại bi, cho tâm lòng mình nó được an ổn và nó dẹp bỏ đi cái lòng tham lam ích kỷ, để cho mình có thể làm được theo trong cái khả năng của mình. Dạ, A Di Đà Phật. Giới hương định hương chữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương, cúng dường Bồ Tát nam mô hương, cúng dường Bồ Tát nam mô hương, cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt. Mời thầy, hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy tâm bảo và sám hối nghiệp chướng, và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dừng trì tịnh thủy biến sai tâm thiên tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hóa chìm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bắt công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp khấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới ca chung vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp phân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đặng địch đặng tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Khi cái ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trược quế thánh phạm u hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên cấu ế tận tiêu trừ phổ sái pháp viên tắc thanh tịnh. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đa la ni. Nam mô hán ra đắng na đa ra già gia. Nam mô a di đà bà lo yến đế tư bát ra gia bồ đề thất đô bà gia. Tấn bằng ra bằng về số đất đa đạt tổ. Nam mô tấn kiến lần đổi y mong a di đà bà lo yến đế tấn phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê trì ma ha bằng đa sa mê tất bà a tha đầu vô bằng a thầy dân tấn bà tấn đa na ma bà gia ma phan đàn đầu đang điên thang.
Di A Di Ba Bồ Đề Tăng Đà Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Di Đà Dần Gô Lô Gô Lô Yến Mong Đồ Lô Đồ Lô Vàng Già Già Đế Ma Vàng Già Già Đế Đà Ra Đà Ra Địa Đầy Nay Tăng Vàng Ra Già Già Ra Già Ra Ma Ma Vàng Ma Ra Một Đề Lạy Hay Hay Thắng Na Ra Sam Vật Sa mô ra sa yo lo lo ma ra ho lo lo e di ta ra ta ra tấn di tấn di to ro to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đế di ya na ra cẩn trì đề di sẵn ni na ma ya ma na ta ba ha tất đà ya ta ba ha ma ha tất đà ya ta ba ha Na ba ha ra ra cẩn trì to bồ ha ma ra na ra ta ba ha tấn ra tấn a mô kê ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ba ha ya kiết ra tấn đà ya ta ba ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng ra ra ya ta ba ha Ra nang na ra ra ya ya nam mô a di đà bà yo yến đế ơn bằng ra ya ta ba ha an tấn điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta ba ha an tấn điện đô mạng đa ra bạc đà ya ta ba ha an tấn điện đô mạng đa ra bạc đà ya ta ba ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp ma tinh sâu cùng nguyện thiết ca chuyên niệm phật di đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thôi tận chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ca nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha ta ca chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sông đò đầy chết thường đau khổ lòng vậy sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau lưới vây tên bắn bóng câu thả bồi tất cả bất lung đa dù kêu không ai thương hồn còn phân phớt nấu rang son nồi muôn phần chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ăn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật lòng quy pháp quy tăng lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi sân si từ thân miệng nghĩ mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật lương tốt chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh vì quy y tăng không đọa bàn sanh nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thắng như nam mô diệu sát thân như lai nam mô quảng bát thân như lai nam mô ly bố ý như lai nam mô cam lộ vương như lai Nam mô A Di Đà Như Lai quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Đà Phật Nam mô A Di 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 Đà Phật Nam mô Đà Phật Nam mô A Di 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 Đà Phật Nam
Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm 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 Bồ Tát Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm 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 Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Hạ Vô Biên Phổ Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tống Quảng Vô Lượng Quang Phần Sang Nguyện Tiêu Tam Chứng Chư Viên Đạo Nguyện Đăng Duy Hệ Chân Minh Liệu Phổ Nguyện Tội Chứng Trừ Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Cụ Phẩm Liên Hoa Vi Phù Mẫu Phật Ngộ Vô Sanh Bắn Thói Bồ Tát Vi Bằng Lự Nguyện Di Tử Chúng Đức Phổ Thiết Ngà Đần Dự Chúng Sanh Giới Cùng Thành Phật Đạo Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đầu Xưa Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Văn Phật Chứng Minh Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm thân cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Vong Điều Vũ Thuần Quân Tới Dân An Thiên Hà Thái Bình Chúng Sinh An Lạc Đệ Tử Chúng Con Huyện Đếm Công Đức Phóng Sanh Này Hồi Hướng Trang Nghiêm Cõi Nước Tây Phương Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Trên Đền Bổn Ơn Nàng Giới Khu Khổ Tam Đồ Những người thấy nghe được điều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng kỳ an cho tất cả chúng sanh đang bị gặp nạn bão lụt tại miền Trung cũng như những chúng sanh đang bị mang bệnh dịch corona hồi hướng kỳ an cho đặng thị Hồng Phi pháp danh Thiện Hành 68 tuổi Trần Thị Thìn pháp danh Diệu Tính 94 tuổi Phạm Thị Lộc pháp danh Bảo Phước Đỗ Thị Quảng pháp danh Diệu Sen Nguyễn Thị Tiết pháp danh Ngọc Liên 71 tuổi cùng cầu an cho những người ở tại bên Hàn Quốc Kim Sơn Su Kim Minh Sông 14 tuổi Phạm Văn Mùi Đồng Thị Liên cùng cầu an cho Đào Tăng Thành Đào Đào Tấn Công Đào An Chi Trần Mỹ Hạnh Đào Thị Mỹ Viên cùng cầu an Phùng Thị Hoa Pháp danh Diệu Âm Liên Tịnh bị bệnh ung thư cặp đẳng đẳng chư vị Phật tử hiện diện cũng như tịnh thất Quan Âm và những Phật tử được đàn online trực tiếp và trên toàn thế giới cùng khắp mười phương thân tâm an lạc tật bình tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ song tu từ giác tha giác hạnh viên mãn Xuân Đa Ca Khanh Hà Bà Bình An Thu Tống Tam Tai Đông Nghinh Bách Phúc Một Hầu Đắc Di Đà Thọ Kỳ Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho những người bị chết vì thiên tai lũ lụt miền Trung và những chúng sanh chết vì dịch bệnh Corona. Cùng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ họ Phan và họ Nguyễn bốn thai nhi con của Nguyễn Thị Hà. Và cụ Hiền Thất Tổ họ Phan nội ngoại Phạm Ngọc Linh Châu, Kim Trang Bét, Kim Chân Súc,
Phan Văn Mi Trần Thất, Tuần Thất thứ năm, cùng cậu Siêu Võ Thị Thùy Linh, Phan Danh Phẩm Huỳnh Thị Năm, Lê Thị Thu Cúc Đào, Trần Thiên Đào, Trần Phan Thị Tị, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Bốn, Trần Thị Em, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Đình Vi, Nguyễn Văn Tông, cùng Hương Linh Thai Nhi của Đặng Thị Hồng Phi, Pháp Danh Thiền Hành Đặng Đặng Chư Vị Hương Linh Cụ Quyền Thất Tổ, và Hương Linh của ông Trần Khư, Pháp Danh Thiện Chánh của bà Nguyễn Thị Ngài, Pháp Danh Sa Di Ni Liên Phương Nguyễn Thị Nghiệt, Pháp Danh Bình An Nguyễn Thị Hương Trúc, Nguyễn Thị Trúc Đào, Pháp Danh Hương Trúc Đặng Đặng Chư Vị Hương Linh của Quyền Tất Tội Thầm Dị Lôi Cô Hồ Ngà Quỳ Hà Sa Hô Vị Vô Danh Hữu Danh Vô Vị Đặng Đặng Chư Vị Hương Linh có nhân viên với chúng con và nhiện bị on gia che chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, do chúng con cơ ý vô tình hoặc suối người sát hại, hôm nay đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh và cảnh giới an lành và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Phó nguyện ân sư dưỡng dục phù mẫu sanh thành đàn na thính thí tăng ích phước điện âm siêu dân tháp pháp giới chúng sanh tinh dữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiển Di Đà đồng ngõ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy phần xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lâm vô thường tự quy pháp xin nguyện thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng xin nguyện chúng sanh lê đài chung tăng cả không ngài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.